Chương 371 Năm phần 10 nắm chặt tổng vẫn phải có Nguồn Mê truyện audio.com Thiếu chủ Hoàng Kim thần liễn trung Lý Tuân Long mày nhướng lên, hắn trên dưới quan sát một chút phía ngoài trung niên nam tử Trong lòng dân lên vài phần ý tò mò Nhà ngươi thiếu chủ là người phương nào? Không dối gạt Lý Tuân tiện bối Thiếu chủ nhà ta chính là tiêu tộc thiếu tộc trưởng tiêu trần Trung niên nam tử rất là kính cẩn Trong khoảng thời gian này Lý Tuân danh tiếng quá mức kinh khủng, hầu như đạt tới khiến người ta nhìn mà sợ tình trạng, mỗi cá nhân nghe được Lý Tuân danh tiếng, đều muốn sợ run không ngớt. Không phải là bởi vì còn lại, mà là tại hủy diệt đại sở Hoàng Triều trong một trận đánh, Lý Tuân biểu hiện ra chiến lực, đã vượt xa bình thường thánh nhân. Một dạng thánh nhân, đang đối mặt đồng cấp vực ngoại tà ma thời điểm, thường thường cần, hai ba vị đạo hữu hỗ trợ, mới có thể chống lại một vị vực ngoại tà ma. Có thể Lý Tuân khen ngược, hắn ra mặt, đã có hai vị nhân tộc thánh nhân, cộng thêm một vị vực ngoại tà ma, tài năng mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn. Cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn mà thôi. Như vậy cường đại đối thủ, kết quả cuối cùng vẫn là bị Lý Tuân chém giết. Thậm chí, toàn bộ quá trình, Lý Tuân trên người không có chịu đến một điểm thương thế, bằng vào điểm này cũng đủ để cho vô số người rung động, hai người vừa so sánh với, Lý Tuân chiến lực gần như sắp muốn nghịch thiên. Phải biết rằng, hắn mới chỉ là vượt qua thành thánh kiếp, bất quá chừng nửa năm a, vô số người xem ra, Lý Tuân mới chỉ có thánh nhân sơ kỳ, liền khủng bố như vậy chờ hắn đến rồi thánh nhân đỉnh phong vẫn không thể ngạo thì quần luân nghịch thiên trảm sát thánh vương tồn tại à vì vậy vì trung niên nam tử này dù cho từ trên lập trường cùng lý tuân cũng không đối phó nhưng lúc này đứng ở lý tuân trước mặt như trước cung cung kính kính không dám có bất kỳ chậm trễ ý rất sợ lý tuân một cái bất mãn sau đó đưa hắn cho bóp chết là hắn nghe được tiêu trần hai chữ lý tuân trong lòng nhất thời minh bạch rồi ý đồ của đối phương là tiêu phàm cần muốn cùng tiêu trần đánh một trận sao Lý Tuân thông thả ung dung nói, "Chuyện này hắn vẫn chưa chú ý qua, có thể chuyện liên quan đến cùng tiêu tộc năm xưa lời đồn xấu, một số người khác vẫn là hết sức để ý, hầu như mỗi ngày đều có người ở mật thiết chú ý, tiêu phàm đến tộc cùng đi nơi nào." Dĩ nhiên, người nhiều hơn là muốn nhìn một chút tiêu Trần cái này song thiên phú sở hữu giả đến tộc cùng kinh khủng đến cỡ nào. Dù sao, bên trên một cái sở hữu song thiên phú nhân không là người khác, chính là Lý Tuân, mà Lý Tuân đã biểu hiện ra cường đại tiềm lực cái kia tiêu trần có thể làm được hay không lý tuân cái này dạng. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ. Hết thảy đều không thể gạt được tiền bối, hiện nay tiêu phạm tiểu huynh đệ đã đến thái âm tiên phủ, thiếu chủ nhà ta dự định sau 10 ngày, đánh với tiêu phạm một trận. Trung niên nam tử nói tới chỗ này, lời nói hơi dừng lại một chút, lèn lén quét lý tuân liếc mắt sau đó, tiếp tục nói ra. Đến lúc đó thiếu chủ nhà ta hy vọng tiền bối có thể đi vào quan chiến. Sau 10 ngày sau, Lý Tuân cười khẽ một tiếng, nói. Lý mổ thì sẽ đi trước lấy hắn bây giờ vị trí, muốn ở trong vòng 10 ngày, bay đến Thái Âm Tiên Phủ hầu như là chuyện không có thể làm được, nửa lại hoang cổ đại lục lãnh thổ vẫn là hết sức trọng lớn. Cho dù là nhất tôn thánh nhân, muốn vượt tới, cũng muốn tốn hao thời gian rất dài. Có thể bất đồng chính là, Lý Tuân phía sau có nhất tôn thánh vương tồn tại, mà thánh vương đã có thể xé rách hư không, đoạn khoảng cách này liền không coi vào đâu. Phỏng chừng. Tiêu Trần cũng là suy nghĩ đến nơi này một điểm. Mới sẽ đem thời gian, ổn định ở 10 ngày sau tiền bối nếu đáp ứng rồi vậy tại hạ cáo lui trước trung niên nam tử không mình hành lễ rút lui ly khai nhìn theo bên ngoài đi xa sau đó lý tuân quay đầu nhìn về phía một bên hoàng hy nói xem ra chúng ta trước phải đi một chuyến thái âm tiên phủ tiền đường cũng có thể hỏi một chút những người khác có thể biết có hay không khóa giới chuyên dụng truyền tống trận hắn cũng không muốn cùng hoàng hy giống nhau dựa vào phi hành hoành độ hai cái đại vực thiên đảo cổ vực đến hoang cổ đại lục khoảng cách thật sự là quá xa vời dựa vào phi hành chạy tới, cho dù là thánh vương cũng phải tốn hao dài dòng tuế nguyệt. Chờ hắn dám đến thiên đảo cổ vực, sợ rằng rau cúc vàng đều muốn lạnh. Hoàng Hy hết thảy đều mặc cho chủ nhân phân phó. Hoàng Hy nháy mắt một cái. Nàng tay Ngọc Vương, nắm vào trong hư không một cái, ngoại giới thiên khung, bỗng nhiên rạn nứt, một đạo khe nước to lớn đột nhiên xuất hiện, dài đến mấy trăm trượng, thập phần thâm thúy, không biết thông hướng phương nào. Lý Tuân khống chế Hoàng Kim thần liễn, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp không có vào đến rồi trong đó ngay tại lúc đó. Tức vạn vạn bên trong ở ngoài. Thái âm cổ thành. Đây là hạ hạt cùng thái âm tiên phủ một tòa thành trì, kéo dài không suy, sừng sững vô số tuế nguyệt, không ai biết cái này tòa cổ thành, là khi nào xây thành. Nghe đồn ở thời đại thượng cổ, cái này tòa cổ thành cũng đã tồn tại. Một cái trong sân nhỏ. Đã lớn lên thành thiếu niên tiêu phạm, chắp tay đứng ở ở giữa, một đầu tóc đen rối tung, con người như hàng tinh một dạng lộng lẫy, trong lúc triển khai chảy xuôi thần huy. Cơ thể bừng tỉnh bảo thạch đúc thành mà thành, ở giữa cấp dấu kinh khủng huyết khí, một ngày bạo phát ra, hầu như có khiến người ta tuyệt vọng uy năng. Tuy là còn tuổi nhỏ, nhưng đã cụ bị vài phần vô địch phong thái. Sau lưng hắn còn đứng mấy vị thiếu nam thiếu nữ, những người này đều là một ít đại thế lực truyền nhân, trong đoạn thời gian này, cùng tiêu phàm từ từ thuộc lạc. Dù sao, tiêu phàm phía sau còn đứng Lý Tuân, mà Lý Tuân một người uy danh, đã đã đủ sánh ngang một ít vô thượng thế lực, làm cho rất nhiều người cũng bắt đầu nguyện ý cùng tiêu phàm kết giao bằng hữu. Có Lý Tuân chỗ dựa, trong con mắt của mọi người, mặc dù tiêu phạm cuối cùng không địch lại tiêu trần, kém cỏi nhất sẽ không rơi vào thân tử đạo tiêu hạ trang. Tiêu đạo hữu, sau 10 ngày, người đánh với tiêu trần một trận, có mấy phần thắng. Một gã trên đầu dài sừng sinh linh, hiếu kỳ mở miệng. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn đi theo tiêu phạm bên cạnh, thấy tận mắt, tiêu phạm ngắn ngủi đại thời gian nửa năm, từ sinh tử cảnh sơ kỳ, một liên tấn lên tới sinh tử cảnh trung kỳ. Bây giờ cách sinh tử cảnh hậu kỳ cũng không xa, ở giữa mặc dù có vài phần cơ duyên trợ giúp, nhưng có thể ở đại trong vòng nửa năm thu được thành tựu như vậy, như trước khiến người ta trung động. 2. 6. Ta nghe nghe thấy, Tiêu Trần dường như đã sinh tử cảnh hậu kỳ. Một gã nhân tộc thiếu nữ, ăn mặc quần áo váy đỏ, nhìn một chút Tiêu Phạm bối ảnh, như có điều suy nghĩ nói. Mặt ngoài đến xem, giữa hai người chỉ là một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, Tiêu Phạm cùng Tiêu Trần đều là cao cấp nhất thiên kiêu. Đừng nói một cái cảnh giới nhỏ, cho dù là cực kỳ chênh lệch nhỏ bé, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Càng thêm mấu chốt là, tiêu trần trẻ tuổi vẫn còn so sánh tiêu phạm lớn tuổi, nhiều năm như vậy, nhân gia một mực tại nền nội tình, căn bản không phải tiêu phạm có thể so sánh được. Ở rất nhiều người xem ra, tiêu phạm cùng tiêu trần đánh một trận, tiêu phạm có thể có một tầng tỷ số thắng cũng là không tệ rồi. 5 phần 10 nắm chặt tổng vẫn phải có. Tiêu phạm xoay người lại vừa cười vừa nói, hắn nhãn thần rất sáng, nhìn qua thập phần ánh nắng, cho dù là nụ cười, Đều cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác Chương 372 Người suy tính như thế nào Nguồn Mê truyện audio.com Cái kia tiêu trần, từ bước vào thái âm tiên phủ Sau đó, hãng hữu chiến tích Hầu như không có mấy người chứng kiến hắn xuất thủ Bên ngoài thực lực chân thật ngoại nhân không cách nào suy đoán Tiêu đạo hữu nếu như cùng với giao thủ Tốt nhất cẩn thận một chút Vẫy đỏ thiếu nữ đến từ một cái thế lực lớn Trong tộc có thánh nhân tọa trấn Nàng trịnh trọng dặn dò một câu sau đó trong con ngươi lóe lên một tia ước ao màu sắc. Tiếp tục nói ra, Lý Tuân tiền bối chính là Tiêu Đạo hữu đại ca, không biết hắn lại sẽ đến đây nhân chứng một trận chiến này. Sẽ phải chứ? Tiêu Phàm có chút không xác định nói. Qua nhiều năm như vậy, Lý Tuân sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là nhiều lắm, lần này hắn nhớ muốn bằng mượn thực lực của chính mình đi giải quyết tiêu trần, vì vậy không có thông báo Lý Tuân. Hắn không muốn vẫn cho nhà mình đại ca liếm phiền phức. Càng thêm máu chốt là cho tới bây giờ hắn đã đạt đến sinh tử cảnh trung kỳ, thực lực này, đặt ở tu luyện giới trung, coi như là trung tầng. Có thể uy hiếp được hắn người, căn bản không có mấy cái, không thể một mực sống ở Lý Tuân che chở phía dưới. Mới vừa váy đỏ thiếu nữ mở miệng. Tiêu Phàm thấy rõ ràng, ở đây bên ngoài không hai người khác con ngươi, đều sáng vài phần. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Đám người kia, kết bạn với hắn, tuy là có một bộ phận nguyên nhân, là nhìn trúng tiềm lực của hắn, nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì, hay là muốn tiếp lấy quan hệ của hắn, có thể Lý Tuân đi chung đường. Dù sao, Lý Tuân bây giờ danh vọng, quá mức kinh khủng, một tiếng hiệu lệnh phía dưới, nửa cái hoang cổ đại lục, đều muốn trở nên mà phát động, nếu như cùng Lý Tuân có vài phần giao tình. Tương lai gặp phải phiền phức, chỉ cần mang ra Lý Tuân danh tiếng, bất cứ chuyện gì, đều có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ Lý Tuân đã xưa đâu bằng nay, không phải ai muốn lôi kéo làm quen, là có thể làm quen, trực tiếp cùng Lý Tuân bấu víu quan hệ, cơ hồ là không quá có thể. Sở dĩ không ít người, thậm chí không ít thế lực, liền đem ánh mắt đặt ở tiêu phàm trên người nếu có thể cùng tiêu phàm thành lập giao tình cái này không phải tương đương với biến hình cùng lý tuân cũng có vài phần giao tình sao ta nghe gia huynh nhắc tới mấy ngày trước đây có mấy cái vực ngoại cường giả đi tới thái âm tiên phủ cùng tiêu trần gặp mặt một lần đến nay chưa từng ly khai lại một người mở miệng nói đây là người gánh vác cánh chim yêu tộc sinh linh mi tâm sinh một viên miếng vẫy đạn ngời rực rỡ ở giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng một ngày bộc phát ra đã đủ phá hủy phương viên mấy trăm dặm đại địa đây là yêu tộc bên trong vũ tộc sinh linh ở yêu tộc bên trong coi như là một phương đại tộc ồ tiêu phàm xoay người thần sắc hơi có vô cùng kinh ngạc thái âm tiên phủ không phải là nhân tộc thế lực mà là áp đảo vạn tộc bên trên một cái quái vật lớn vạn tộc ở giữa bất luận cái gì nhất tộc trung có kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu sinh ra đều có thể bái nhập thái âm tiên phủ tu luyện tự nhiên yêu tộc cũng không ly khai ở đây mỗi một người đều rất rõ ràng vũ tộc bên trong liền có một vị tuổi trẻ thiên kiêu ở Thái Âm Tiên phủ bên trong tu luyện, đến nay tam kinh mấy trăm năm so với Tiêu Trần bái nhập Thái Âm Tiên phủ thời gian, phải sớm nhiều lắm, có người nói tên kia vũ tộc Thiên Kiêu đã bước vào thần cung cảnh, lại đã mấy trăm năm, chỉ sợ cũng muốn xung kích thánh nhân. Không đủ ngàn năm, liền có thể trùng kích thánh nhân chi cảnh, đây chính là một gã không hơn không kém thiên tài, dù sao không phải là ai, đều có thể cùng Lý Tuân hướng sánh ngang. Vũ huynh, ngươi có thể biết nhà ngươi huynh trưởng trong miệng, mấy vị kia vực ngoài cường giả đến từ chỗ nào? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi hình như là thiên đảo cổ vực vũ tộc sinh linh tỉ mỉ suy nghĩ một chút hơi có chút không xác định nói rằng thiên đảo cổ vực sao tiêu phàm thì thầm một cái đối với bốn chữ này hắn vẫn còn tương đối xa lạ tại hắn mười mấy năm qua nhân sinh trải qua trung chưa chạm tới thiên đảo cổ vực bất luận cái gì một cái người lúc trước chỉ có lục khuynh tiên một cái thiên đảo cổ vực sinh linh đã từng khóa giới qua một lần mà tiêu phàm còn không có gặp qua tự nhiên cũng chưa nghe nói qua thiên đảo cổ vực không sai vũ tộc sinh linh gật đầu dường như khẳng định trí nhớ của mình mở miệng nói ta nghe huynh trưởng nói đây là một cái gần như sa sút cổ vực thế nhưng ở gần nhất lại tóe ra vô tận nội tình không biết bao nhiêu đại tộc ở trần phong bên trong tỉnh lại ở giữa thậm chí còn có chuẩn đế cấp bậc cường giả có người nói nói tới chỗ này vũ tộc sinh linh nhìn thật sâu tiêu phàm liếc mắt tiếp tục nói ra lý tuân tiền bối sau lưng cái kia tôn thánh vương cấp cường giả chính là một đầu thần hoàng mà thần hoàng nhất tộc tổ địa liền ở trên thiên đảo cổ vực. Ừm. Nghe được câu này, tiêu phàm con ngươi nhất thời co rút lại một chút. Hắn không nghĩ tới, bên cạnh mình bằng hữu, tùy tiện nhắc tới bắt đầu một cái tinh vực, cương nhiên cùng đại ca của mình sinh ra một ít liên hệ, như là như vậy nói. Có lẽ nhà mình đại ca, khả năng biết rõ một ít ngày đảo cổ vực sự tình. Chỉ là không biết, những ngày kia đảo cổ vực cường giả, đi tới thái âm tiên phủ đến tột cùng là vì cái gì? Tiêu phàm con ngươi sâu thẳm. Đối với vực ngoại cường giả, đều không quan tâm dù sao bọn họ coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng nhúng tay mình và tiêu trần giữa chiến đấu nhiều lắm giao cho tiêu trần một hai con bài chưa lật mà thôi bàn về con bài chưa lật hắn tự nghĩ chính mình cũng không yếu với tiêu trần những năm gần đây hắn lấy được cơ duyên không ít ở giữa có chút đại sát khí e là cho dù là thánh nhân thấy rồi cũng phải vì chi biến sắc thật đến rồi liều mạng trước mắt hắn cùng tiêu trần đến tột cùng ai thắng ai thua ngược lại cũng khó nói rất cùng lúc đó thái âm tiên phủ ở giữa một tòa thần phong bên trên. Nơi đây linh khí tràn ngập, sương mù bốc lên, trời quang mây tạnh, nhất phái tiên gia phúc địa cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi thần quang tràn ngập, thập phần lộng lẫy ở trên đỉnh núi. Một gã áo bào trắng thanh niên, ngồi ngay ngắn ở một phương trước bàn đá, đối diện là một vị áo xám nam tử, sợi tóc rối tung, phiêu nhiên xuất trần, trong lúc giơ tay nhất chân lưu chuyển đạo vận. Tiêu đạo hữu, đề nghị của ta, ngươi suy tính như 763 cái gì rồi hả? Áo xám nam tử khóe miệng mỉm cười, vân đạm phong khinh thuận miệng nói ra. Ngươi cùng ta hợp tác, sau 10 ngày, ngươi xuất thủ kích sát tiêu phàm, mà cái kia Lý Tuân lại có ta tới thay ngươi ngăn cản. Thành ý này, tin tưởng phóng nhãn toàn bộ hoang cổ đại lục, không người nào có thể làm đến bước này. Lý Tuân danh tiếng, dù cho áo sám nam tử, mới vừa đến hoang cổ đại lục không lâu, đều đã có chút nghe thấy, từ đây liền có thể thấy được lống đốm. Cho dù là tiêu tộc, nội tình thâm hậu, hiện tại cũng không muốn cùng Lý Tuân đối lên. Một, Tiêu tộc ở giữa, liền có một ít tai họa ngầm, kỳ nhị chính là lý tuân sau lưng quan hệ quá mức phức tạp trêu chọc hắn một cái người rất có thể sẽ dây dưa đi ra vô số thế lực đến lúc đó cho dù là tiêu tộc phỏng chừng cũng sẽ chịu không nổi có tầng quan hệ này ở tiêu trần đánh với tiêu phàm một trận rất nhiều người xem ra tiêu trần thắng lợi tỷ lệ tuy cao nhưng muốn nói tiêu trần dám dết tiêu phàm nhưng không quá có thể dù sao không nhìn tăng diện cũng phải xem phật diện dết tiêu phàm sau đó lý tuân theo tới trả thù cái kia tiêu trần phải suy nghĩ một chút lấy lý tuân thực lực hôm nay muốn giết tiêu trần phỏng chừng không sau nghiền chết một con kiến phiền phức bao nhiêu nhưng nếu là không giết tiêu phàm hắn tiêu trần chính mình liền ý niệm trong đầu không thông đạt đến sở dĩ những này qua tới nay vì giải quyết tiêu phàm cái phiền toái này tiêu trần phí không ít tâm tư lúc này mới có hôm nay một màn chương 373 hai cái nhân tình mà thôi nguồn mê truyện audio com ngươi vì sao phải cùng ta hợp tác tiêu trần hỏi hắn không khó coi ra đối phương địa vị rất lớn vô cùng có khả năng không phải đương đại người dù sao thiên đảo cổ vực khoảng thời gian này biến cố đã để rất nhiều người chú ý nhất là lý tuân bên cạnh hoàng hy hiện thế sau đó một ít thượng cổ bí văn cũng theo đó hiện ra ở thế nhân trước mắt đó chính là thiên đảo cổ vực trung có vô số đến không hết thượng cổ thế lực lần thứ hai tái hiện thế gian dĩ nhiên hoang cổ trong đại lục khả năng cũng có thế lực như vậy xuất hiện nhưng chỉ là vẫn không có lộ ra mặt nước mà thôi một ngày những người này toàn bộ xuất hiện có thể sẽ khiến người ta tỉnh mộng thượng cổ như trước mắt nam tử thực sự đi tới thượng cổ như vậy đối phương lần này cùng hợp tác với mình tất nhiên là mang theo mục đích nào đó tiêu trần có thể không phải tin tưởng có người biết vô duyên vô cố trợ giúp chính mình nhất là cùng mình đối nghịch vẫn là lý tuân xa không nói gọi hiện tại lý tuân cũng đã thành thánh ai dám vì trợ giúp một cái sinh tử cảnh thiếu niên thiên kiêu mà đi đắc tội một vị tiềm lực vô hạn thánh nhân tiêu trần con ngươi hơi nheo lại rất là ổn trọng một đôi mắt giống như là tinh hà một dạng sáng lạng tiên đồng lóng lánh nhật nguyệt thần phục thậm chí có hỗn độn khí tràn ngập cần muốn đem người trước mặt nhìn thấu nhưng tiếc là chính là kết quả làm cho hắn thất vọng rồi người trước mặt nhìn qua niên cấp không lớn nhưng trên thực tế tu vi thăm bất khả trắc tối thiểu không phải sinh tử cảnh có thể là thần cung cảnh cũng có thể là thánh nhân căn bản không phải tiêu trần có thể xem thấu mục đích của ta rất đơn giản đó chính là ở đương đại tìm kiếm một vị trường sinh thể. Áo xám nam tử mở miệng yếu ớt, mang trên mặt hồi ức màu sắc, nói. Thời đại thượng cổ, từng có đại hiền, bằng vào vô thượng tu vi, nghịch chuyển càng khôn, nhầm ngó thời gian trường hà một gốc. Hắn từng dự ngôn, thế giới hiện nay, sẽ là một cái tình thế hỗn loạn, nhưng đồng dạng cũng là một cái hiếm thấy thịnh thế, có lẽ sẽ có vô thượng núi đế tiên sinh ở giữa liền có một tôn trưởng sinh thể. Chính mình xuất thế tới nay, liền phụng chủ nhân lệnh, khắp nơi tìm rất nhiều cổ vực, nhưng lại chỉ tìm được rồi một cái trường sinh thể, mà người nọ chính là người ở đây đi tới hoang cổ đại lục sau đó. Tiêu Trần tin tức, hắn cũng đã mò rất rõ ràng, tuy là trường sinh thể, là chiếc cây hắn người, nhưng dầu gì cũng là trường sinh thể phải không? Còn như Tiêu Phàm, ở áo xám nam tử trong mắt, đã không có bất kỳ giá trị gì. Mất đi trường sinh thể tồn tại, chẳng khác nào phế nhân, loại chuyện như vậy, tại hắn chỗ ở thời đại, cũng đã được chứng thực, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua, mất đi trường sinh thể, còn có thể tại khôi phục. Sở dĩ. Hắn hầu như đã kiên định cho rằng, cái kia vị đại hiền trong miệng trường sinh thể, tất nhiên chỉ chính là tiêu trần. Phải biết rằng, đây chính là tiên đế A, cùng đại đế, đã không phải là một cái chiều không gian sinh linh, ở tiên giới cũng không nhất định còn có còn sống tiên đế, còn như hạ giới. Bọn họ khả năng đều chưa từng nghe qua tiên đế hai chữ này. Nghĩ tới đây, áo xám nam tử đáy mắt ở chỗ sâu trong, không khỏi lóe lên vẻ khinh bỉ, trong mắt hắn, đã nhiều năm như vậy, hiện nay thế giới này quả thực thoái hóa lợi hại bọn họ khi đó còn có tiên nhân tồn tại nhưng bây giờ nhưng ngay cả một đại đế đều xem không lấy nếu không là phụng chủ nhân chi mệnh còn có cái này tiêu trần hoàn toàn chính xác có vài phần tư chất hắn đều lười trên thế gian hành tẩu chủ nhân tiêu trần con ngươi hít một cái đối với áo xám nam tử miệng trúng cái gì vô thượng tiên đế hắn cũng không có hứng thú bởi vì loại chuyện như vậy quá mức xa vời ngược lại là đối phương chủ nhân làm cho hắn hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn mới vừa rồi còn cho rằng, thân phận của đối phương cũng đã là một cái đại thế lực nhân vật thiên kiêu, chưa từng nghĩ cương nhiên chỉ là một nô bộc. Không sai. Áo xám nam tử có chút kiêu ngạo gật đầu, chủ nhân nhà ta, ở thời đại thượng cổ, cũng là đứng ở đứng đầu nhân vật, bằng ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách gặp mặt chủ nhân nhà ta. a à. Tiêu Trần cười khẽ, không thèm để ý chút nào. Đối phương trong miệng chủ nhân, so sánh với hắn, duy nhất ưu thế, chính là đã từng sinh hoạt tại thời đại thượng cổ mà thôi, nếu như cùng thời tranh phong, Tiêu Trần có tự tin, không kém gì bất luận kẻ nào. Dù sao, thượng cổ thời đại, linh khí càng thêm nồng nặc, chính là được công nhận sự tình. Ngươi làm thật có nắm chặt, có thể ngăn trở Lý Tuân. Tiêu Trần thuận miệng hỏi một câu. Tự nhiên. Áo xám nam tử ngạo nghễ đáp lại. Chính là một cái thánh nhân mà thôi, đặt ở hoang cổ đại lục, có lẽ coi như là một nhân vật, nhưng ở tộc của ta trước mặt, lật tay liền có thể trấn áp, thật sao? Tiêu Trần ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt lâm vào trầm ngâm, lớn lối như thế, cho dù là bây giờ tiêu tộc, đều không dám tùy tiện kết luận, có thể trước mặt cái này áo xám nam tử, cũng rất là chắc chắc. Hoặc là đối phương chính là không có đầu óc, hoặc là ngay cả có nhất định sức mạnh. Từ thượng cổ thời đại, phong ấn cho tới bây giờ, trực tiếp đem đầu óc cho phong ấn phá hư, cái khả năng này quá thấp, nếu không phải đối phương giả vờ dũng cảm, cái kia rất hơn suất liền là đối phương nội tình, đích thật là mạnh mẽ đến rồi mức nhất định. Kể từ đó lời nói, có lẽ có thể trở thành chính mình trợ lực, dù sao thái âm tiên phủ tuy là cũng rất cường đại nhưng vấn đề là cái thế lực này hiện tại cũng không tại tiêu trần trong khống chế một ít thái âm tiên phủ cao tầng cũng chỉ là biểu lộ ra hắn đánh với tiêu phàm một trận vô luận như thế nào đều sẽ cam đoan hắn không có gì bất ngờ xảy ra còn như đối phó tiêu phàm cũng hoặc là lý tuân căn bản không ở thái âm tiên phủ suy nghĩ bên trong dù sao qua nhiều năm như vậy bởi vì đắc tội một cái thiên kiêu mà lúc đó bị tiêu diệt thế lực thật sự là nhiều lắm thái âm tiên phủ có thể truyền thừa đến nay cũng là có cùng với chính mình một bộ hành vi chuẩn tắc đã như vậy lời nói cái này hợp tác ngược lại cũng không sao cả chỉ là không biết chủ nhân nhà ngươi cần ta làm những gì tiêu trần hiếu kỳ hỏi không cần làm bất cứ chuyện gì chỉ là muốn ngươi hai cái nhân tình mà thôi áo xám nam tử vừa cười vừa nói lạp có thượng cổ tiên hiền chứng minh hắn đã sớm khẳng định tiêu trần tương lai thành tựu chính là một vị tiên đế mà một cái tiên đế nhân tình đây chính là thập phần khó lường đủ để cho người hưởng thụ cả đời, đây cũng là hắn vì sao đối với tiêu trần thái độ, vẫn luôn coi như có thể chỗ căn nguyên. Nhìn chung cả thế giới, có thể để cho hắn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, bình đẳng nhìn tới nhân, phỏng chừng cũng chỉ có một cái tiêu trần. Ồ, tiêu trần nhíu mày, có vẻ hơi kìm nén. Hắn khẽ gật đầu một cái, xem như là nhận lời, loại này đưa tới cửa chỗ tốt, nếu như trận ngoài cửa nói, đó mới có quỷ. Chương 374 Hôm nay thì sẽ không tới đây. Nguồn. mê truyện audio com thời gian một chút xíu trôi qua mười ngày đối với tu luyện giả mà nói cũng không dài dằng dặc thoáng tu luyện một chút điểm ấy thời gian liền qua mấy ngày này toàn bộ thái âm bên trong tòa thành cổ thập phần náo nhiệt tiêu phàm cùng tiêu trần đánh một trận trận này thuộc về trẻ tuổi quyết chiến hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người cho dù là một ít thánh tử thánh nữ cũng không xa ức vạn dặm chạy tới quan chiến ở trong ngày thường tiêu trần được khen là có hy vọng nhất thành đế người nhưng bây giờ có lý tuân giành mất danh tiếng tiêu trần lui khỏi vị trí vị thứ hai như trước khó nén phong mang lý tuân cường đại vô số người đều đã thấu hiểu rất rõ những người khác đều rất tò mò vị này hầu như cùng lý tuân giống nhau kinh tại tuyệt diễm thiên kiêu lại sẽ xuất phát ra như thế nào chiến lược kinh người dĩ nhiên còn có một chút chính là bởi vì tiêu phàm cái này nhân thân phận không chỉ có là tiêu tộc người càng là lý tuân trên danh nghĩa đệ đệ có lý tuân che chở ở thêm lên trường sinh thể nguyên bản chủ nhân thân phận muốn không bị người chú mục đều không quá có thể. Chúng ta sẽ không tới chậm chứ. Một đầu long kình bay tới, hình thể rất là khổng lồ, đủ có mấy trăm dặm dài như vậy, càng một dãy núi giống nhau, vắt ngang trên hư không, cả người mọc đầy lạnh như băng miếng vẫy, hiện lên bền chắc không thể gãy sáng bóng. Ở long kình đầu, đứng vững vàng không mười mấy vị tu luyện giả, mỗi cái thực lực đều hết sức không tầm thường, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Người cầm đầu, con mắt nhìn liếc mắt phía dưới, Cao mày mở miệng. Hẳn là còn không có bỏ qua, mười ngày vừa qua khỏi, hôm nay chắc là quyết chiến thời gian, tiêu trần cùng tiêu phạm không quá có thể sáng sớm liền đồng thủ. Ta nghe nghe thấy lần này quyết chiến địa điểm, chọn ở tại Thái Âm Cổ Thành bên ngoài một tòa núi cao bên trên, chúng ta không ngại đi trước nhìn. Lại cạnh bên, một người trung niên nam tử nói như thế. Tiếng nói vừa dứt. Tìm không thấy bất kỳ động tác gì, Long Kình phát sinh một tiếng tê minh, đuôi đồng đưa, mình mông cùng cuộn ra vô tận cương phong, hướng phía xa xa vọt tới, thẳng đến những người này sau khi rời khỏi, trong thành không ít người, mới chậm rãi thoải mái một khẩu khí hải thần cung cường giả a à. không nghĩ tới bọn họ cũng tới nghe nói bọn họ và lý tuân có đụng chạm a à, mà tiêu phàm lại là lý tuân nghĩa đệ các ngươi nói hải thần cung biết sẽ không đối phó tiêu phàm a à, suy nghĩ nhiều các ngươi đã quên đại sở hoàng triều vết xe đổ rồi hả hải thần cung đã qua phỏng chừng có nửa không lâu tiêu phàm cùng tiêu trần giữa quyết chiến liền muốn mở ra chúng ta cũng mau mau đi qua a à, trễ nửa một ít khả năng liền không dự được lúc này vô số dòng người hướng phía ngoài thành vọt tới ở thành tây ngoài ngàn dặm một tòa phiêu phù ở giữa không trung núi cao, hấp dẫn vô số người chú ý, mặt trên cũng không bóng người, nhưng ở núi cao bốn phía, cũng đã chen đầy không ít người. Mỗi cá nhân đều biết, núi này nhạt, chính là hai vị thiên kiêu đất quyết chiến. Chỉ là, ở thời gian này, hai người cũng đều không tới mà thôi. Kim ô nhất tộc cường giả cũng tới. Có người mở miệng. Đám người hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản Thái Dương bên cạnh, lại thêm hai đợt liệt dương, thần quan vạn đạo, cùng nguyên bản Thái Dương, hòa lẫn, cũng không kém, Bất đồng duy nhất là, mặt khác hai đợt liệt dương, cũng không có phóng xuất ra nhiệt lượng, chỉ là lấy thần quan bao phủ thân ảnh, khiến người ta thấy không rõ trong đó dung mạo. Nhưng loại này thu hút sự chú ý của người khác tiêu chí, hãy để cho người đầu tiên mắt, liền nhận ra thân phận của đối phương. Bây giờ Kim Ô Tộc, dường như xưa đâu bằng nay, nghe nói trong tộc bọn họ, có mấy cái lão quái vật phá vỡ phong ấn, cần muốn ở đời này chính đạo. Một ông già, trầm giọng nói, Kim Ô Tộc truyền thừa lâu đời, ở thời đại thượng cổ, chính là một phương đại tộc ở đi phía trước ngược dòng lời nói kỳ tổ thượng còn từng thống ngự quá toàn bộ yêu tộc bàn về tổ tiên vinh quang cơ hồ không có bất luận cái gì một cái tộc quần có thể cùng sánh vai chỉ sợ là long tộc đều muốn thua kém vài phần mà nay kim ô trong tộc thì có mấy cái lão quái vật xuất thế ai cũng không rõ ràng cái kia mấy cái lão quái vật thực lực đến tộc cùng thế nào cũng không biết kim ô tộc hiện tại có hay không mang theo cái gì ý đồ từng bắc vũ hoàng triều thái tử cũng tới lại có người nói nói ở một con thuyền chiến thuyền bên trên, bắt vũ hoàng triều cờ xí, bay phất phới, cờ xí phía dưới, là một cái thần sắc sáng lạng nam tử trẻ tuổi, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Đang cùng bên cạnh một người chuyện trò vui vẻ. Hắn cả người đều bị một tầng thánh quan lượng lờ, người xuyên nguyệt sắc trường sam, dưới ánh mặt trời không gì sánh được siêu phạm thoát tục. Người này thực lực không thể khinh thường, nghe nói đã sinh tử cảnh hậu kỳ, khoảng cách sinh tử cảnh đỉnh phong cũng không xa, có nửa một ít thời gian, chỉ sợ cũng muốn xung kích thần cung cảnh, bên cạnh hắn người, nếu là ta không có nhìn lầm, chắc là đại chu hoàng triều đại hoàng tử cơ hồng chứ. Lại có người kinh hô. Đại chu hoàng triều cùng Bắc Vũ hoàng triều cách nhau cực xa, nguyên bản giữa hai người cũng không liên hệ, nhưng bởi vì lý tuân quan hệ, hai cái này thế lực coi như là có vài phần giao tình. Dù sao, hai người đều từng tương ứng quá lý tuân hiệu triệu, cùng nhau hủy diệt đại sở hoàng triều. Hiện tại hai vị hoàng tử cùng đi tới, cũng không khiến người ngoài ý, hai người này sau này nói không chừng cũng đều là một phe thế lực thủ lĩnh như đã nói qua một người thanh niên nhìn quanh liếc mắt bốn phía khó hiểu hỏi vì sao cho tới bây giờ còn chưa chứng kiến lý tuân tiền bối thân ảnh lấy thực lực của hắn hẳn là đã sớm tới chứ e rằng vẫn còn ở trên đường đâu có người nói như thế lúc này bỗng nhiên một đạo thanh âm chói tai truyền tới vài tên nam tử trẻ tuổi sải bước mà đi trên người khí tức không kém đều là sinh tử cảnh tả hữu chẳng qua là cho một ít thánh tử hoặc là hoàng tử các loại tồn tại hơi có chút chênh lệch nhưng tuy vậy cũng đủ để cho người kiên kỵ bởi thanh âm của bọn họ không có cấm kỵ bất luận kẻ nào không ít người tất cả đều hướng phía nơi đây nhìn lại là thái âm tiên phủ đệ tử có người nhận ra thân phận của bọn họ không khỏi kinh hô lên nhất thanh thái âm tiên phủ quá mức cường đại rồi cơ hồ khiến người trong đã khiếp sợ cho dù là một ít thánh địa cũng không dám trêu chọc bọn hắn dù sao nhân gia nhưng là cùng trong tinh đồn tiên giới có liên lạc đi qua tuế nguyệt bên trong chỉ là thái âm tiên phủ liền từng từng đi ra mấy vị đại đế trừ bọn họ ra chính mình bồi dưỡng đại đế ở ngoài còn có một chút đại đế khi lấy được sau đó truyền bái phỏng qua thái âm tiên phủ muốn hỏi thăm một chút liên quan tới tiên giới việt tổng hợp ở trên mấy giờ thái âm tiên phủ ở hoang cổ đại lục địa vị hầu như đã đến siêu nhiên tình trạng cho dù là tiêu tộc xuất hiện ở tiêu trần loại thiên tài này phía sau trước tiên cũng không phải là mình bồi dưỡng mà là đưa đến thái âm tiên phủ ở giữa đi Lý Tuân không đến thì cũng thôi đi, mặc dù tới, cũng không làm nên chuyện gì, trận chiến ngày hôm nay kết quả, đã được quyết định từ lâu, Tiêu Trần Sư Nguyên tất nhiên thắng lợi. Mà Tiêu Phàm chỉ có vẫn lạc một con đường có thể đi. Dẫn đầu người trẻ tuổi, con người bể nghệ, hắc hắc cười lạnh nói. Ta nếu như Lý Tuân, hôm nay thì sẽ không tới đây, dạng này cũng tốt mắt không thấy tâm không phiền. Chương 375 Không gì hơn cái này. Nguồn Mê truyện audio.com Vắng vẻ chu vi trong hư không, không ít người cao mày xem ra. liền tại một số người, muốn phát tác lúc. Một đạo băng lãnh thanh âm, có ở đây không xa xa truyền tới. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ừm. Thái âm tiên phủ dẫn đầu người trẻ tuổi, thần sắc hơi động, hắn quay đầu nhìn lại, còn chưa chờ hắn chứng kiến người tới dung mạo, càng bị một cổ tử vong khí cơ bao phủ. Hưu. 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 Đột nhiên. Chói tai gào trích truyền đến, trên vòng trời hiện ra rậm rạp chằng chịt quang vũ, giống như là từng chui phi kiếm chém rụng, hừng hực lóa mắt, hóa thành từng đạo sáng chói thần mang đem mấy vị thái âm tiên phủ đệ tử, toàn bộ bao phủ ở trong đó. Âm âm. Trong lúc nhất thời. Trời long đất nở, thiên tháp địa hãm, đây là một loại cùng phách khí tức, giống như là một vùng biển mênh mông nổ tung, sóng biển tịch quyển toàn bộ đất trời, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, đều triệt để sôi trào. Không ít người khuôn mặt phúc chốc một lần, thần sắc kinh nghi bất định. Qua nhiều năm như vậy, Thái Âm Tiên phủ cũng không phải không có đệ tử bỏ mạng ở bên ngoài, thế nhưng ở trước mặt mọi người, muốn kích sát Thái Âm Tiên phủ đệ tử vẫn là hết sức không thể tưởng tượng nổi. Chớ đừng nói chi là, nơi đây khoảng cách Thái Âm Tiên phủ sơn môn, bất quá cách xa mấy ngàn dặm, cái này cùng ở Thái Âm Tiên phủ trước sơn môn sát nhân không có khác nhau chút nào, tương đương với Trần Trùng đánh bọn họ mặt. Lúc này, một vị Thái Âm Tiên phủ lão giả, sắc mặt khó coi, hắn giơ tay muốn ngăn trở một chiêu này, nhưng hắn còn không tới kịp động tác một cổ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Tên lão giả này ở Thái Âm Tiên Phủ bên trong, địa vị không thấp, cũng là một cái nhân vật cấp bậc trưởng lão, thực lực đạt tới thần cung cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân cũng không xa xôi. Có thể coi là như vậy. Cái loại này không chỗ nào không có mặt túc sát khí cơ, như trước làm cho hắn sợn tóc gáy, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn dám can đảm ra tay, ngăn trở một kích này, cái kia đợi một cái chết nhất định là hắn. Âm thầm còn có cao nhân tồn tại, trong một sát na vị lão giả này trong đầu liền lóe lên cái ý niệm này oanh vạn đạo kiếm quan như thủy ngân chảy xuyên thủng trăm dặm hư không nội bộ mấy vị thái âm tiên phủ đệ tử căn bản không kịp ngăn cản liền có mấy người bị đánh thành một chùm huyết vụ chỉ có cầm đầu vị trẻ tuổi kia dựa vào mạnh mẽ tu vi miễn cưỡng chống cản lại có thể coi là như vậy hắn cũng cả người đồng nát trên người khắp nơi đều là vết thương trên ngực càng là có một đạo vết thương sâu tới xương không ngừng máu tươi chảy ra ai là ai ngươi thật to gan dám ra tay với ta muốn chết phải không thái âm tiên phủ người trẻ tuổi không ngừng gào thét ánh mắt của hắn ở chu vi trong đám người không được nhìn quét muốn tìm ra âm thầm ra tay người hình bóng không có làm cho hắn chờ đợi lâu lắm một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn sừng sững trên bầu trời đồ sộ bất động sợi tóc bay lượn cả người như tuyên cổ trường tồn một khối như tảng đá ổn trọng chỉ bằng ngươi mới vừa mấy câu nói liền bách tử nang thứ tiêu phàm chứng kiến xuất hiện thân ảnh, vị trẻ tuổi này, sắc mặt dữ tợn, thấp giọng gào thét. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, ở nhà mình trên địa bàn, sẽ để cho chính là một cái hậu bối, cho trọng thương đến rồi loại tình trạng này, vừa rồi trong nháy mắt đó, tiêu phàm triển lộ thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết rằng, tiêu phàm niên kỷ, mới 10 vài tuổi A, à, mà hắn đã tu luyện hơn trăm năm, vốn muốn ban tiêu trần sư huynh, tráng tăng thanh thế, nếu như đưa tới tiêu phàm, chính mình thuận thế làm, có lẽ có thể trước giờ đánh bại tiêu phàm. Có ai nghĩ được, tiêu phạm cư nhiên cường đại như vậy, vẻn vẹn vừa đối mặt, chính mình liền rơi xuống này tắm ruộng đồng. Hắn hít một cái con ngươi, quan sát tỉ mỉ tiêu phạm liếc mắt, trong lòng hơi tùng một khẩu khí, tu vi của đối phương, cũng không có hắn nhớ kinh khủng như vậy. Chỉ là sinh tử cảnh trung kỳ mà thôi. Mà mình cũng là cảnh giới này, chính diện tác chiến lời nói, hắn tự nghĩ mình coi như không bằng tiêu phạm, cũng sẽ không thua nhanh như vậy, sợ dĩ sẽ biến thành như bây giờ. Hơn phân nữa là bởi vì đối phương đánh lén trước đây. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn mãnh liệt, trong miệng thốt ra một đạo thần mang, tinh tế như phát, rất khó phát hiện, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hơi không chú ý liền sẽ trúng chiêu. Một màn này, phát sinh rất đột nhiên, cho dù ai cũng chẳng nghĩ tới, ở hôm nay tiêu phàm cùng tiêu trần trước khi quyết chiến, còn có thể xuất hiện loại biến cố này nếu như. Tiêu phàm còn chưa giao thủ, liền bị thương thế, sợ rằng hôm nay một trận chiến này, liền muốn vô tật mà chấm dứt. Mọi người ở đây tất cả đều nín hơi lúc. Tiêu phàm động rồi, tốc độ của hắn cực nhanh, bàn tay lộ ra, nở rộ hào quang màu vàng ống, giống như hoàng kim đổ mà thành, cầm đạo kia thần mang, trưởng tâm lôi đình vần quanh, gắn gượng đem nó luyện hóa. Sau đó, hắn động tác không ngừng, một tay kia nắm tay đập ra, cương mảnh cực kỳ, chen đầy thiên địa, sát khí cuốn lên hư không, kinh động trong cuộc sống, mọi người chứng kiến một quyền này, đều không khỏi lộ ra ngưng trọng màu sắc. Tuy là tiêu phàm mới, chỉ có, sinh tử cảnh, nhưng vào giờ khắc này, bộc phát ra chiến lực, dù cho sinh tử cảnh tột cùng tồn tại, đều muốn nghiêm túc đối phó. Sau cái này dạng? Thanh niên nhân nghẹn hồng nhìn trân trối, chính mình tỉ mỉ nổi lên một kích, hắn thấy, coi như không thể cảm sát tiêu phàm, tối thiểu cũng có thể đem đối phương trọng thương, có thể bất ngờ chính là một kích này bị tiêu phàm dễ dàng hóa giải. Hơn nữa đối phương còn có dư lực, đối với hắn thi triển sát chiêu, một quyền này hắn là vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi, đừng nói lúc này hắn tâm kinh trọng thương chính là hoàn hảo vô tổn lúc, cũng căn bản không dám đón đỡ. Lúc này hắn quay đầu hướng phía cách đó không xa trong hư không. Một ông lão cao giọng mở miệng kêu cứu. "Trưởng lão cứu ta." Theo hắn mở miệng, đám người dồn dập quay đầu, hướng phía Thái Âm Tiên phủ trưởng lão nhìn sang, mới vừa rồi lúc đã có không ít người cùng hắn chào hỏi. Đối với cái này vị Thái Âm Tiên phủ trưởng lão thực lực, mỗi một cái người cũng không có thể hay không nhận thức, thực lực thập phần khủng bố, cùng một chút thánh chủ so sánh với, cũng là đồng đẳng cấp tồn tại. Có thể nhường cho người nghi ngờ là chứng kiến nhà mình đệ tử bị giết, vị trưởng lão kia, lại một cử động cũng không dám hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, và nuôi trên khuôn mặt hiện đầy mồ hôi. Phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn, giống như bị cái gì hồng thủy mạnh thú để mắt tới rồi một dạng, chỉ cần hắn có chút khẽ động, sau một khắc sẽ vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, quanh một tiếng nổ, mới vừa cái kia vị chỉ cao khiến ngang thái âm tiên phủ thanh niên nhân, ở trước mắt bao người, bị đánh thành một đám bụi trần. Toàn bộ quá trình, không người xuất thủ ngăn cản, thuận sướng khiến người ta không dám tin tưởng. Đây chính là thái âm tiên phủ đệ tử A, có ở đây không xa xa, nhưng chỉ có thái âm tiên phủ đại bản doanh, ở chỗ này bọn họ một người học trò bị giết, cư nhiên không có có một cái người đứng ra nói câu lời công đạo. Cái này khó tránh khỏi cho người ta một chủng không phải chân thật cảm giác. Thật giống như, có một con không nhìn thấy đại thủ, tại mọi người không phát giác ra địa phương, gắn gượng giữ lại thái âm tiên phủ sở hữu cường giả yết hầu, để cho bọn họ không dám có chút dị động. Thái âm tiên phủ đệ tử, không gì hơn cái này. Chém giết một vị thiên kiêu, Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi, giống như nghiền chết một con dung dế một dạng, nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, làm cho không ít người thần sắc biến đến thập phần đặc sắc. Lời này vừa nói ra, không chỉ có chê bai toàn bộ Thái Âm Tiên phủ, liền mang tiêu trần danh vọng, cũng nhận được đã kích không nhỏ bốn. Chương 376. Dường như lỡ lời. Nguồn: Mê truyện audio.com. Mấy vị Thái Âm Tiên phủ trưởng lão, sắc mặt cực kỳ cứng nhắc. Đối với đám người đưa tới ánh mắt kinh ngạc, hết thảy làm như không thấy, không phải là bọn họ không muốn ra tay, mà là căn bản làm không được, có trời mới biết âm thầm cái kia vị nhân vật khủng bố, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại. Vẹn vẹn một luồng uy thế mà thôi, liền để cho bọn họ không dám có chút dị động. Nếu như phóng xuất tất cả khí thế, sợ rằng có thể trực tiếp đem bọn họ đè thành thịt nát. Càng thêm để cho bọn họ sợ hãi là, trừ bọn họ ra mấy người ở ngoài, người còn lại, dường như căn bản không có bất cứ gì thường nào, nói cách khác cái kia vị người trong bóng tối vật, đối với khí thế của tự thân, đã trưởng khống đến rồi mức lô hỏa thuần thanh chẳng lẽ là Lý Tuân đến rồi? Thái âm tiên phủ trưởng lão, trong đầu không khỏi nổi lên cái ý niệm này. Lý Tuân tuy là còn chưa lộ diện, nhưng ai cũng không dám cam đoan, hắn còn chưa tới. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lý Tuân danh tiếng, bộc phát vang dội, mỗi cái thế lực đều không thể không đối với hắn nghiêm túc đối phó đứng lên, hắn cuộc khởi tốc độ, thật sự là quá nhanh. Tại chỗ có thế lực, còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hắn liền đã đạt đến thánh nhân tu vi, cho hắn thêm một ngàn năm, có lẽ một năm, lý tuân biết khủng bố đến mức nào không ai nói rõ được sở đến bước này đừng nói những người khác hoặc là thế lực khác cho dù là thái âm tiên phủ cũng không muốn đối địch với lý tuân nếu không là tiêu trận cùng tiêu phàm sự tình làm cho thái âm tiên phủ hai đầu khó xử bọn họ đã sớm phái người cùng lý tuân tiếp xúc mặc dù không cách nào đem kéo vào thái âm tiên phủ ở giữa bao nhiêu thành lập một ít giao tình đối với bọn hắn mà nói cũng là thập phần hữu ích chỉ là đáng tiếc mấy cái đệ tử một vị thái âm tiên phủ trưởng lão khẽ lắc đầu mấy người này quá không mở mắt cho rằng mượn hôm nay cơ hội trào phúng tiêu phàm vài câu có thể ông lên tiêu trần bắp đùi nhưng bọn họ nào biết tiêu phàm nếu dám ứng chiến thực lực như thế nào lại kém coi như không bằng tiêu trần đó cũng không phải là bọn họ bình thường thái âm tiên phủ đệ tử có thể trêu chọc tiêu trần còn chưa tới sao tiêu phàm đứng tại trong hư không ánh mắt bể nghễ nhìn quét hư không phóng tầm mắt nhìn tới người ở tại tràng ngoại trừ rất nhiều quan chiến người bên ngoài vẫn chưa phát hiện tiêu trần hình bóng Ngược lại là tìm được không ít tiêu tộc người trong thân ảnh. Ở giữa, có một bộ phận người vẫn là trưởng bối của hắn, chỉ là hắn năm đó ly khai tiêu tộc lúc còn rất tuổi nhỏ, hôm nay gặp lại làm cho hắn nhớ tới không ít năm xưa ký ức. Đáng tiếc người, những người này đại đô đối với hắn sắc mặt lãnh đạm, không có bất kỳ thân cận ý, nhất là tiêu tộc trong đám người, hắn thấy được một cái thân ảnh to lớn làm cho tiêu phàm sắc mặt nhất thời nghiêm túc, người này không là người khác, chính là tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu Thiên Chính tiêu thiên chính lúc này đang cùng người đàm tiếu sắc mặt thông dong không gì sánh được ở chú ý tới tiêu phạm ánh mắt sau đó hắn khẽ cười một tiếng vẫn chưa để ở trong lòng hắn thấy tiêu phạm lúc này đã là một người chết đối phương lớn nhất hậu trường lý tuân đến nay không có phát hiện thân rất có thể đã triệt để bỏ qua tiêu phạm chỉ dựa vào tiêu phạm một người muốn chạy ra lòng bàn tay của bọn họ gần như là người suy si nói mộng còn như lý tuân có thể hay không núp trong bóng tối Tiêu Thiên Chính chẳng bao giờ nghĩ tới điểm này, hôm nay không chỉ có là một mình hắn đến đây, còn có một vị tiêu tộc Thánh Vương cùng nhau đi theo qua. Cái kia vị Thánh Vương có thể khẳng định, ở nơi này phương viên trăm trong vòng vạn dặm, không nhìn thấy bất luận cái gì Lý Tuân tung tích. Lấy Lý Tuân bất quá thánh nhân thực lực, muốn giấu giếm được một vị thánh vương ánh mắt, vậy cơ hồ là không thể, bởi vậy đó có thể thấy được, Lý Tuân hôm nay đã không có khả năng lộ diện. Nhiều năm như vậy tìm không thấy, không ngờ ngươi lại có thể đi đến một bước này. Lúc này, một đạo tư thế oai hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ đằng xa đã đi tới hắn đi lại thông dong tay áo tung bay khuôn mặt hoàng mỹ không một tỳ vết màu quan thập phần ôn nhuận quần áo bạch y không dính một hạt bụi bừng tỉnh nhất tôn trích tiên nhân từ cửu tiêu vân ngoại trích lạc thế gian sự xuất hiện của hắn làm cho rất nhiều người đều rung lên trong lòng tiêu trần vị này ở lý tuân phía trước cũng đã cho hấp thụ ánh sáng xuất thân nghi ngờ lưỡng chủng thiên phú thiên kiêu nếu không là có một loại thiên phú đến từ chính đường đệ, sợ rằng uy danh của hắn, biết nâng cao một bước. Có thể coi là như vậy. Như trước ép tới rất nhiều người không thở nổi. Hắn không đủ 20 tuổi, cũng đã tu luyện đến sinh tử cảnh hậu kỳ, loại tiềm lực này, mặc dù không bằng Lý Tuân, thế nhưng cùng một ít thánh tử thánh nữ so sánh với. Không thể nghi ngờ đã kéo ra chênh lệch thật lớn. Lại cho tiêu trần thời gian 10 năm, không hề nghi ngờ, hắn biết ưu việc bước vào thần cung cảnh. Sau lưng tiêu trần, còn có một vị áo xám nam tử, đám người vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Liền thu hồi ánh mắt, thân phận của đối phương, có ở đây không ít người trong lòng đã đánh lên tiêu Trần hộ đạo giả thân phận dù sao. Đối phương cái kia thần cung cảnh tu vi vẫn là hết sức rõ ràng. Con ta tới. Tiêu Thiên chính vuốt trâu mỉm cười, chậm rãi nói ra. Ngắn mũi thời gian nửa năm, con ta thực lực lại có tin tiếng, xem ra trận chiến ngày hôm nay, thắng bại đã định. Lời này vừa nói ra, chu vi nhất thời vang lên không ít khen tặng âm thanh. Ở đây không ít người cũng đều là chạy tiêu Trần tới tuy là Lý Tuân danh vọng rất cao, nhưng ngay sau đó cục này thế, vẫn là tiêu tộc mặt giấy thực lực càng mạnh một bậc. Trong tộc bọn họ chuẩn đế lão tổ, cũng không phải là đùa giỡn. Trêu chọc Lý Tuân, có lẽ sẽ chết, nhưng trêu chọc tiêu tộc, đó là trăm phần trăm sẽ chết, trừ phi sở hữu Lý Tuân sức mạnh, có thể tại tràn tuyệt đại bộ phận thế lực, là tất cả cũng không có Lý Tuân cái loại này phấn khích. Cùng chu vi người bất đồng. Tiêu trần thần tình rất lạnh, con ngươi lạnh lạnh, giống như là hai tia chớp từ trong địa ngục bắn ra, chui vào người thần hồn ở giữa, nhíp hồn đoạt phách, sát ý như biển. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, tràn đầy nét cổ xưa, không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo, mặt trên tràn đầy dấu vết tháng năm, phản phất chứng kiến vạn cổ tan thương. Trong kiếm phong phun ra nuốt vào thần quan, rủ xuống xuống phía dưới, một luồng kiếm ý bắn ra, bao trùm phương viên mấy trăm dặm, nhưng phạm lạ ở khoảng cách này bên trong sinh linh, tất cả đều cảm giác sợn tóc gáy, giống như là bị nhất tôn ma thần để mắt tới rồi, như rớt vào hầm băng ở giữa. Bên kia, tiêu trần mỉm cười mà đứng, vân đạm phong khinh, đứng tại trong hư không, tóc đen khinh vũ 3.5, con người sáng sủa không gì sánh được, đối với trên người đối phương tán phát sát ý, bất vi sở động. Ngược lại có chút hăng hái nhìn thoáng qua chung quanh hư không. Trong mắt hắn, tiêu phàm ở làm sao kinh tài tuyệt diễm, cũng vô pháp so sánh với hắn, tương phản càng làm cho hắn quan tâm là, chính là Lý Tuân, nhưng hắn nhìn quanh liếc mắt bốn phía, lại không chứng kiến Lý Tuân hình bóng. Không có tới sao? Tiêu Trần khóe miệng nụ cười càng thắng rồi hơn vài phần. Hắn trước sớm, liền cố ý phái người đi mời quá Lý Tuân, dự định thăm dò một cái Lý Tuân thái độ, đối phương trả lời thuyết phục rất là rõ ràng, đó chính là tất nhiên sẽ trình diện. Có thể hiện tại xem ra, Lý Tuân dường như lỡ lời. Đối phương tới, với hắn mà nói không quá đau nhất, bởi vì hắn liền kịp chuẩn bị, đối phương không đến, vậy thì càng tốt hơn, chính mình vô hình trung, thiếu rất nhiều cản trở. Chương 377 vạn đạo tiên đồng nguồn mê truyện audio com âm âm một tiếng vang thật lớn truyền đến tiêu trần cùng tiêu phạm giữa hai người một tòa núi cao đổ nát vô hình sát niệm tung hoành sao động giống như một mảnh không nhìn thấy đại dương mênh mông ở không tiếng động cùng trào mãnh liệt hai người không có bước trên chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị tỷ thí đài mà là đứng ở trong hư không liền muốn bắt đầu động thủ một màn này cảnh tượng làm cho không ít người sắc mặt phải biến đổi hướng phía xa xa lui ra đi ra ngoài cũng may chính là chu vi cường giả không ít ở giữa không thiếu thánh nhân tồn tại nhất là phụ thân của tiêu trần có những cường giả này ở chỗ này ngược lại cũng không cần lo lắng hai vị sinh tử cảnh thiên kiêu có thể tạo thành hủy diệt ảnh hưởng oanh lại là một tòa núi cao giải thể vô số toái thạch tại trong hư không hóa thành bột phấn tiếp lấy sơn thể sụp đổ đá vụn bắn tung trời bụi mù nổi lên bốn phía một mảnh ảm đạm Loại này sát ý cường đại, khiến người ta sẩn tóc gáy, nói là có người tùy tiện tham gia, hơi chút thực lực thấp một ít, sợ rằng ngay đầu tiên sẽ trở thành một vành bùng máu. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, vô số chim bay thú chạy, cảm nhận được khí tức không giống tầm thường, tất cả đều chạy tứ phía, khắp nơi hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Hai người này sợ rằng chắc là Lý Tuân Đạo Hữu phía dưới, độc nhất đẳng cấp nhân vật, trên đời nếu không có Lý Không Hai Tuân Đạo Hữu, sợ rằng không người nào có thể cùng hai người này tranh phong. Lý Tuân Đạo Hữu đã không thể tính toán theo lẽ thường, mọi người ở đây nghị luận thời gian. Tiêu Phàm đột ngột động rồi, hắn hét dài một tiếng, xuyên kim liệt vân, chấn động núi rừng, vạn mộc điêu linh, giống như là nhất tôn chiến thần phục sinh, cả người chảy xuôi thần quang. Lục Ngô thần thuật vừa lên tới, Tiêu Phàm liền không có bất kỳ lưu thủ, triển lộ ra yêu tộc thần thú Lục Ngô truyền thừa bí thuật, phía sau một đầu khổng lồ Lục Ngô phục sinh, lân giáp ngưng thật, huyết khí vô tận, bừng tỉnh một đầu chân thực tồn tại Lục Ngô, từ thượng cổ hàng lâm sát khí lăng vân, làm cho thiên địa rung rẩy. Ở nơi này đầu lục ngô xuất hiện trong nháy mắt, liền dơ thẳng lên trời phát sinh rít lên một tiếng, huy động trong tay tam xoa kích, chém nát hư không, hướng phía tiêu trần xỏ xuyên qua mà đến. Vào giờ khắc này, thiên địa tự hồ cũng bị thọc một cái lỗ thủng, thời gian cũng vì đó đình chỉ, tam xoa kích chỗ đi qua, dễ như trở bàn tay, vô vật bất phá, cho người ta một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cảm giác. Thật mạnh. Vô số người cảm thấy hít thở không thông. Cái này quá đáng sợ, Tiêu Phàm rõ ràng là nhân tộc, nhưng hắn thi triển ra Lục Ngô thần thuật, lại uy năng vô tận, bừng tỉnh Lục Ngô hậu duệ, ở triển khai phép thuật này. Thậm chí có ở đây không ít người xem ra, cho dù là thuần huyết Lục Ngô ở chỗ này, thi triển ra cái này thần thuật, cũng chưa chắc có tiêu Phàm uy năng cỡ này. Trận chiến ngày hôm nay, có lẽ không phải chúng ta tưởng tượng như vậy, nghiêng về một phía tư thái, cái này Tiêu phạm tuy là thiếu trường sinh thể, nhưng hắn thực lực như trước không thể khinh thường. Có lẽ đây đối với Tiêu Trần mà nói, sẽ là một cuộc ác chiến. Có lão bối nhân vật ngưng trọng mở miệng. Rất nhiều người cho rằng, tiêu phạm ở mất đi trường sinh thể sau đó, đồng cấp bên trong, chiến lược sau đó hàng không ít, nhưng hiện tại xem ra tất cả mọi người bọn họ tự hồ cũng nhìn lầm. Mặc dù không có trường sinh thể, tiêu phạm vẫn là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Có thể được Lý Tuân công nhận nhân vật, há là hời hợt hạng người. Có lẽ Lý Tuân đạo hữu hôm nay tương lai, chính là tam kinh dự liệu được loại cục diện này. Một gã thánh địa trưởng lão, chậm rãi nói rằng. Hắn chỗ ở thánh địa, cùng Lý Tuân giao hảo, tự nhiên ở trên lập trường, càng thêm thiên hướng tiêu phạm một ít. Gần 10 năm tìm không thấy, đường để tiến bộ, ngược lại là khiến ta rất ngạc nhiên. Tiêu Trần bình thản mở miệng. Hắn sắc mặt như trước vân đạm phong khinh, đối mặt cấp tốc đánh tới tam xoa kích, hắn bất vi sở động, cho dù là một khối gốc áo, đều không có phiêu động hình như là một khối, sừng sững ở trong ung dương đá ngầm, mặc cho vạn tầng sóng lớn đánh tới, ta từ lù lù bất động. Đột nhiên, hắn con người khai mở, ở giữa ức vạn khỏa phù hiệu xuất hiện, còn như tinh không một dạng thâm thúy, mỗi một khỏa phù hiệu đều giống như là một viên tinh thần, toát ra nhất ánh sáng chói mắt. Ở giữa có khai thiên tích địa, tái tạo vũ trụ cảnh tượng đáng sợ hiện lên, vô số xích thần trật tự, ở đáy mắt ở chỗ sâu trong chìm nổi, giống như một đôi thượng thương chi đồng. Là vạn đạo tiên đồng. Có người kinh hô một tiếng. Vạn đạo tiên đồng, được xưng có thể chứa mười ngàn nói, bất luận cái gì thần thông, thuật pháp, đều không gạt được hắn hai mắt, tất cả công phạt thuật, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra kẻ hở. Một vị lão giáo chủ trầm giọng mở miệng. Vạn đạo tiên đồng ở thời đại thượng cổ đã từng xuất hiện mấy lần, mỗi một vị vạn đạo tiên đồng chủ nhân đều xông ra uy danh lớn như vậy, đồng cấp bên trong một cái bại tích không có. Đây đối với vô số tu luyện giả mà nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì, có thể làm đến bước này tồn tại, đó là cực kỳ hiếm thấy, coi như là một ít đại đế cũng không dám nói, chính mình đồng cấp bên trong chính là bất bại. Dù sao thời đại thượng cổ, đại đế cũng không hiếm thấy, đồng cấp đánh một trận, mặc dù là đại đế bị thua, đó cũng là chuyện thường. Chỉ có vạn đạo tiên đồng sở hữu giả, làm không bại tích, hơn nữa ung dung bước vào tiên giới. Hống một Ở vô số người tháng phục lúc Lại là trống to một tiếng truyền đến, ở tiêu trần phía sau, đồng dạng hiện ra một đầu lục ngô hư ảnh, so với tiêu phạm thi triển ra lục ngô thần thuật, chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí càng thêm ngưng thật một ít, cho dù là mỗi một cái tế vi bộ lông, đều là như vậy chân thực. Đầu này lục ngô, thân hổ cửu vĩ, cao tới trăm trượng, cùng một tòa núi cao giống nhau, cầm trong tay cương xoa, cả người sát khí, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Lại là Lục Ngô thần thuật. 330 tiêu tộc người, đến tột cùng là làm sao làm được? Một cái tiêu phàm thì cũng thôi đi, làm sao tiêu trần cũng sẽ thi triển Lục Ngô thần thuật? Chẳng lẽ bọn họ tổ tiên cùng Lục Ngô nhất tộc có cái gì sâu xa? Vô số người khiếp sợ. Nhân tộc không cách nào tu luyện yêu tộc thần thông công pháp, hầu như đã được công nhận chuyện, một cái tiêu phàm có thể thi triển Lục Ngô thần thuật đủ để cho người chấn động không hiểu. Hiện tại tiêu trần cũng thi triển mà ra, rất nhiều người đều đã bắt đầu là tiêu tộc nội bộ có điểm không đúng. Dù sao, một cái người thì cũng thôi đi, có lẽ có thể nói là thiên phú dị bẩm, nhưng hai người đều sẽ, còn tất cả đều là tiêu tộc nhân, khó bảo toàn không khiến người ta cho rằng tiêu tộc có bí pháp gì, có thể để người ta tộc tu luyện yêu tộc thuộc pháp. Có ở đây không ít người, kinh ngạc nhìn về phía tiêu tộc đám người phương hướng lúc. Tiêu thiên chính một tay vuốt trâu, mặt mỉm cười, nhìn chung quanh đám người liếc mắt, mỉm cười mở miệng. Chư vị không cần kinh ngạc, vạn đạo tiên đồng, mặc dù bị xưng là tiên đồng, không chỉ có riêng chỉ có một cái nhìn ra sơ hở hiệu quả. Hiện nay trên đời, các loại đồng thuật liên tiếp xuất hiện, đó có thể thấy được trận pháp kẻ hở, hoặc là thần thông sơ hở đồng thuật, không phải số ít, vạn đạo tiên đồng chỉ có cái hiệu quả này lời nói. Cũng sẽ không xứng được xưng là tiên đồng. Bên ngoài cái thứ hai công hiệu, chính là có thể phục chế bất luận cái gì thần thông, đây cũng là vạn đạo tinh nghĩa chỗ, chỉ cần không cách nào nhảy ra vạn đạo ràng buộc, bất luận cái gì thần thông bí thuật, đều có thể bị sao chết được. Chương 378 Đại họa tâm phúc Nguồn Mê truyện audio.com Phục chế Vô số người hít vào một hơi. Cái này quá vô cùng khoa trương. Rất nhiều người, chưa từng nghe qua, chỉ có một ít đại thế lực cường giả, mỗi người trầm mặt không nói, quá khứ trong lịch sử, vạn đạo tiên đồng xuất hiện số lượng quá ít. Rất nhiều cổ tịch bên trên ghi lại sự tình, đối với bọn hắn mà nói, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhất là, vạn đạo tiên đồng, có thể phục chế thiên hạ vạn pháp điểm này, cực kỳ khiến người ta khó có thể tiếp thu, dù sao không người nào nguyện ý, chính mình khổ cực sáng lập ra công pháp, bị người liếc mắt nhìn liền học lén đi qua. Có thể mà nay, mặc dù bọn họ ở không muốn thừa nhận, cũng không thể không đối mặt hiện thực. Vạn đạo tiên đồng, hoàn toàn chính xác cũng có năng lực này, thậm chí yêu tộc thần thông thuật pháp, đều có thể sao chép được, phải biết rằng tiêu phàm thi triển thần thông bất quá thời gian một cái nháy mắt. Tiêu trần liền có thể hoàn mỹ sao chép được, thậm chí từ trên uy năng mà nói, dường như còn cao hơn một bậc, điều này khiến người ta cực kỳ chấn động. Có thể động dụng đối phương thuật pháp thì cũng thôi đi, ở thêm lên vạn đạo tiên đồng, đó có thể thấy được đối phương sơ hở ưu thế, cơ hội là thiên sinh cũng đã lập vu thế. Tay cầm thiên phú như vậy. Trong cảnh giới, còn áp chế tiêu phàm một cái cảnh giới nhỏ. Ở đây mỗi một cái người, cũng không nghĩ ra tiêu trần, đến tộc cùng như thế nào mới có thể bại bởi đối phương. Vừa rồi tiêu tộc trường, nói vạn đạo tiên đồng cái thứ hai thiên phú chính là phục chế, chẳng lẽ còn có cái thứ ba, thậm chí còn người thứ tư thiên phú có người phát hiện cái gì, mất nói rằng. Khó mà nói. Vạn đạo tiên đồng thập phần hiếm thấy, đến tộc cùng có gì chỗ độc đáo, chúng ta ngoại nhân không cách nào phỏng đoán, sợ rằng chỉ có tiêu trần chính mình, mới, chỉ có, thật sự hiểu vạn đạo tiên đồng chỗ cường đại. Một vị thần cung cảnh cường giả, thì thào nói rằng, lời hắn chưa rơi xuống, bên cạnh tên còn lại, cảm khái mở miệng nói. Hôm nay cục diện này, sợ rằng đối với tiêu phàm cực độ bất lợi, một ngày hắn bị thua, chỉ sợ sẽ là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lấy tiêu trần tính cách, tất nhiên không phải biết lưu lại cho mình lớn như vậy một cái mối họa, trừ phi. Nói tới chỗ này. Người này quét tiêu tộc đám người liếc mắt, nhẹ giọng nói. Trừ phi lý tuân tiền bối tự mình trình diện, nếu không, ai tới, phỏng chừng cũng không thể bảo đảm tiêu phàm bình yên vô sự. Lời nói này. Đưa tới không ít người nhận đồng. Tiêu Phàm Thiên Tư tuyệt diễm không giả, nhưng hắn chung quy mất đi trường sinh thể, trái lại Tiêu Trần cũng là hai người tận thêm cùng một thân, loại chiến lực này đủ để cho một ít thần cung cảnh cường giả trở nên sợ hãi. Đương Kim Thiên Hạ Ngoại trừ Lý Tuân có thể ổn áp Tiêu Trần một đầu, bất kỳ người nào khác, phỏng chừng đều không có tư cách cùng Tiêu Trần tranh phong. Dết Xa xa Tiêu Phàm hét dài một tiếng, đầu tóc giống như là bốc cháy lên giống nhau, lượng lờ thần quang, hắn huy động ngập trời pháp lực, lướt về phía trước mâu quang như thiên đao, bắn xuyên qua hư không, như một vị ma thần, dũng không mà khi, trong tay một thanh trường kiếm cũ kỹ, chia rẽ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Rất khó tưởng tượng, đây chỉ là một vị thiếu niên mười mấy tuổi. Nếu như có nửa trăm năm thời gian, lại đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng? Thương! 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 thương. Kiếm toái thương khung, tiêu phàm gắn sức chém xuống, khí huyết sông tiêu, chấn động sơn hà, trong vòng ngàn dặm bên trong, vô số núi cao, đều ở đây không phải định rung rung tảng lớn hư không, cùng một khối vải rách giống nhau, triệt để nhăn nhó, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Ung ung. Đối mặt loại này cường đại tuyệt luân thế tiến công, không ít người đều chật vật nuốt nước miếng một cái, như thế uy năng hầu như đều muốn siêu thoát sinh tử cảnh rất khó tưởng tượng, đây là hai vị thiếu niên có thể đánh ra uy thế. Nhất là, chủ động công phạt nhân, mới, chỉ có, chính là sinh tử cảnh trung kỳ mà thôi. Tiêu trần sắc mặt bình tĩnh, con ngươi càng phát ra thâm thúy, hắn lần này không có dùng vạn đạo tiên đồng, mà là dậm chân về phía trước, giơ tay lên nắm tay, trực tiếp đập ra. Một quyền này, cương mảnh cực kỳ, có kim sắc sóng lớn mênh mông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, cường thế cũng bá đạo hiện ra hết không thể nghi ngờ, có một loại vô ngã một mình khí thế. Oanh. Hai người đụng vào nhau, không có ai bất luận cái gì hoa hòe hoa sói, hoàn toàn là thật đã thật va chạm. Một sát na này, toàn bộ thiên vũ đều trực tiếp nổ tung, khắp nơi hoàn toàn mờ mịt, chân nguyên ba động, mênh mông cuồn cuộn bốn phương tám hướng, quang hoa vô số, điên cuồng khuếch tán ra dư ba chỗ đi qua, vô số núi cao, đều rối rít nổ tung ra. Nguyên bản nhìn trường ngọn núi, trong nháy mắt này, đều bị sang bằng thành đất bằng phẳng, không có gì cả lưu lại. Thật mạnh. Vô số người chấn động theo, dù cho đã sớm đoán được, hôm nay tiêu trần đánh với tiêu phạm một trận, sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, nhưng bây giờ chính mắt thấy, như trước làm cho rất nhiều người vẻ sợ hãi không gì sánh được. Oanh. 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 Ở va chạm một cái sau đó. Tiêu phạm cùng tiêu phạm hai người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng bỏ qua thăm dò triển khai kịch liệt nhất chém dết tốc độ của hai người rất nhanh di hình hoán vị trong lúc đó triển chuyển mấy trăm dặm dọc theo đường đi hai người từ không trung đánh xuống đất lại lật qua cự sơn vượt qua hồ nước chỗ đi qua sơn băng địa liệt thiên tháp địa hãm nhất phái thế giới mạc thế cảnh tượng cái này tiểu xuất sinh tạo hóa không nhỏ a à. xa xa tiêu thiên chính sắc mặt băng lãnh trong lòng suy nghĩ hắn nhìn lấy dao chiến hai người đẩy mắt ở chỗ sâu trong có một màn cực kỳ mịt mờ sát ý, khiến người ta sợ rung lên. Trước đây, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tiêu phàm bị mang đi lúc, đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, trừ phi có một viên thiên địa tạo hóa đan, nếu không, không người nào có thể đảm bảo hắn một mạng. Mấu chốt nhất chính là, cho dù có thiên địa tạo hóa đan, cũng chỉ là bảo trụ tiêu phàm một mạng mà thôi, không cách nào để cho hắn lần nữa khôi phục trước kia quan thải. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, tiêu phàm hiện tại không chỉ có còn sống thậm chí lúc này đánh với tiêu trần một trận trong vòng thời gian ngắn coi như kém một cái cảnh giới nhỏ cũng có thể không rơi xuống hạ phong cái này quá khiến người ta khó có thể tin tiêu phàm chỉ là một cái phế nhân mà thôi hắn có tài đức gì cùng tiêu trần tranh phong sở dĩ tiêu phàm có thể làm đến bước này chỉ có một lời giải thích đó chính là tiêu phàm cái này tiểu súc sinh ở gần nhất mấy năm này chiếm được không ít tạo hóa tiếng tuy là không có trường sinh thể, nhưng là cái này tiểu xuất sinh khí vận, dường như tăng trưởng không ít, nếu như tiếp tục theo đuổi hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ trở thành con ta đại họa tâm phúc. Tiêu Thiên Chính trong lòng nghĩ như vậy đến. Khí vận loại vật này, không phải là am hiểu thôi diễn thiên cơ người không thể nhận ra. Tiêu Thiên Chính cũng sẽ không thôi diễn thiên cơ, nhưng như trước có thể nhìn ra tiêu phạm không đơn giản. Ở lúc bình thường, phạm là khí vận gia thân người, cho dù là người bình thường, sợ rằng cũng có thể ở tu luyện chi đạo bên trên, thu được khó có thể tưởng tượng thành tựu mà tiêu phàm loại tình huống này, sợ rằng đều thuộc về cái loại này hồng phúc tề thiên nhân vật. Tuy là không có trường sinh thể, nhưng cũng có loại này nghịch thiên khí vận, đối phương tương lai thành tựu, có lẽ không kém gì tiêu trần, từ hôm nay một trận chiến này, là có thể nhìn ra một chút. Chương 379 Lại là Lý Tuân Nguồn Mê truyện audio com Thời gian trôi qua chớp mắt một cái, chính là ba ngày đi qua. Trong ba ngày này, tiêu phàm cùng tiêu trần đại chiến, vẫn còn ở duy trì liên tục, nhưng chiến trường lại bình di mấy ngàn dặm cái này mấy ngàn dặm bên trong đại sơn đổ nát hồ nước khô cạn dọc theo đường cái gì đều bị đánh nát đem cái này chu vi mấy ngàn dặm đánh thành một mảnh đất cằn sỏi đá rất nhiều người đang quan chiến lúc đều cảm thấy hết hồn hai cái này thiếu niên ở triển lộ không tầm thường chiến lược sau đó lại đồng thời triển lộ thâm hậu nội tình ba ngày đi qua hai người tất cả cũng không có lực kiệt dấu hiệu dường như như trước ở vào đỉnh phong đây đối với mọi người mà nói đều là thập phần bất khả tư nghị, coi như là thần cung cảnh cường giả đi lên, liên tiếp đại chiến ba ngày, sợ rằng đều đã khó nén xu hướng suy tàn. Cái này tiêu phàm, đến tột cùng là tu luyện thế nào? Không khỏi quá kinh khủng, tiêu trần phía sau còn có tiêu tộc cùng thái âm tiên phủ chống đỡ, hắn chỉ có lý tuân một người thành tựu chỗ dựa vững chắc, làm sao có thể đi đến một bước này? Không biết bao nhiêu người, cảm nhận được trong lòng khó hiểu. Trong ngày thường, không chút chú ý qua tiêu phàm, ở thời gian ngắn ngủi, là có thể cùng tiêu trần chiến đến một bước này, coi như hắn hôm nay bị thua, cũng đã chứng minh rồi tiềm lực của mình. Sợ rằng, ở 853 sau trận chiến này, sẽ có không ít cổ xưa thế lực, hướng tiêu phàm ném tới cành ô liu. Tuy là, tiêu phàm chỉ là một cái bình thường thể chất, nhưng thực lực của hắn, đủ để chứng minh toàn bộ, hiện tại coi như là thay đi một cái thần thể, phỏng chừng cũng đã sớm bị thua. Chết! Tiêu phàm trống to hơn, cất bước về phía trước, một bước trăm dặm, dưới chân hư không đều đạp vỡ, tiếng oanh minh như thần lôi hắn một tay nắm tay, giống như nhất tôn đại nhật thiên thần, quanh sát hướng tiêu trần. giơ tay nhất chân, phi thường tự nhiên động tác, lại tạo thành kinh khủng như vậy uy thế, làm cho tiêu trần hướng về sau bay ngược, vừa lui lui nữa. Ông! Hư không rung rẩy. Tiêu phàm một quyền lăng không nền xuống, đơn giản trực tiếp, lại cương mạnh đến rồi cực hạn, có một loại một quyền vượt 10.000 pháp khí tượng, làm cho không người nào có thể chống đỡ ngăn cản. Trên nắm tay ánh sáng lộng lẫy sáng lạng không gì sánh được, toàn thân vàng ống ánh, liền cùng một vòng tiểu thái dương giống nhau, nhanh đến mức cực hạn, không thể tránh né. Tiêu Trần hai cánh tay giao nhau, trong miệng thốt ra một ngụm tiên thiên tinh khí, tại hắn trên hai cánh tay lóe ra vô số phù hiệu, đưa tới cự đại lực lượng cộng minh đây là một loại bí thuật, có thể trong nháy mắt tăng phúc thể chất, gần như bất diệt. Làm. Tiêu Trần nắm tay hạ xuống, cùng Tiêu Trần hai cánh tay đụng vào nhau, quang mang đại thịnh, truyền ra tiếng sắt thép va chạm, sau một kích, Tiêu Phàm đang muốn quốc quyền lần thứ hai cường công. Có thể chợt phát hiện, Tiêu Trần một đôi cánh tay, phát ra trận trận tiếng rồng ngâm, chấn động thiên địa, hướng phía đầu của hắn cắn vết qua đây. Đây là một cái sát chiêu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Phàm cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn rung động, một chiêu này quá mức đột ngột, mặt trên có như đại dương mênh mông thần uy, khiến người ta cả người rét run. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn gần tới kịp, dùng khác chỉ một quả đấm, về phía trước ném tới, cùng Tiêu Trần lần thứ hai ngạnh hám một kích. Âm âm. Thanh âm điếc tai nhất ốc truyền đến, hai bóng người, hướng phía tuyệt nhiên phương hướng bất đồng, té bay ra ngoài. Người ở giữa không trung, Tiêu Phàm ha mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ trước ngực quần áo, đây là giao chiến tới nay, hắn lần đầu tiên thổ huyết, đưa tới một tràng thốt lên tiếng. Bên kia, Tiêu Trần cũng lăn không rút lui, ước chừng lui ra mấy trăm trượng xa, hắn mới vừa cánh tay, xảy ra biến hình, uống lượng thành. Có thể tương nghị độ công. Hiển nhiên, vừa rồi cùng Tiêu Phàm ngạnh hám một cái, hắn cũng không chịu nổi, thân thể gặp nhẹ chế, chỉ là không có thổ huyết mà thôi nhưng đến tột cùng thương thế như thế nào chỉ có một mình hắn biết được mười năm thời gian mà thôi ngươi làm sao có khả năng trưởng thành đến một bước này tiêu trần mày nhăn lại hắn lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên chính mình cái này đường đệ tại chính mình không có chú ý tới địa phương đối phương đã lớn lên thành có thể với hắn ngồi ngang hàng thiên kiêu đại chiến ba ngày không hiện sục sắc vừa rồi một kích càng là cân sức ngang tài đây quả thực nằm ngoài dự đoán của tiêu trần nguyên bản hắn tất thắng tín niệm vào giờ khắc này, bỗng nhiên bắt đầu dao động, dù sao, hắn từ sinh ra đến bây giờ, bất kể là bối cảnh, hay là tu luyện tài nguyên, cũng hoặc là tự thân thiên phú, tất cả đều là đứng đầu. Mặc kệ từ đâu một góc độ đến xem, hắn đối mặt tiêu phạm sau đó, đều chắc là nghiền ép mới đúng, không phải là khổ như thế chiến cục diện, 10 năm tìm không thấy, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tiêu phạm đạm mạc mở miệng. Hai tay hắn kết ấn, một đạo không rõ đạo vận, khuếch tán ra, thời gian một cái nháy mắt, liền bao phủ phương viên mấy trăm dặm, ở cái phạm vi này ở giữa, mọi người đều cảm giác trên vai trầm xuống, phản phất lưng đeo vài tòa núi cao giống nhau trầm trọng. Cho dù là Tiêu Trần, cũng cảm giác mình thân thể biến đến cực kỳ cồng kềnh, giống như là bị thiên địa mang theo một bộ gông xiềng giống nhau, thực lực bị đại đại hạn chế. Bí thuật. Tiêu Trần con ngươi hít một cái, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đến lúc này, Tiêu Phàm lại còn cất giấu một cái con bài chưa lật, cho tới bây giờ mới chỉ có sử dụng. Bí thuật loại vật này, đối với thánh nhân mà nói, không hề có tác dụng, thế nhưng đặt ở sinh tử cảnh cái giai đoạn này cũng là có thể thay đổi một hồi chiến cục tẩu thế. Nhất là, tiêu phàm hiện tại vận dụng bí thuật, dường như thật không đơn giản, phẩm cấp ít nhất cũng đạt tới thiên cấp ở trên. Không chút khách khí nói. Loại này bí thuật, dù cho đến rồi thần cung cảnh, cũng có tác dụng to lớn. Đây là, xa xa. Một vị tinh nguyệt thần tông cường giả, con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, trong miệng thất thanh nói. Như ý hóa thiên. Cái này bí thuật. Hắn quá hiểu, Trước đây hắn từng thấy tận mắt, Lý Tuân bằng vào cái này bí thuật, chém giết mấy vị tinh nguyệt thần tông thần cung cảnh trưởng lão, mà nay chưa từng nghĩ, lại đang tiêu phàm trong tay lần thứ hai thấy được. Cái bí pháp này hiện thế, không hề nghi ngờ, gợi lên cái này tinh nguyệt thần tông đệ tử không tốt hồi ức. Quả nhiên, Lý Tuân đem điều này bí thuật truyền cho Tiêu Phàm, tuy là Lý Tuân hôm nay chưa đến, nhưng hắn nói không chừng, truyền cho Tiêu Phàm không ít phương pháp bảo vệ tánh mạng. Vị này tinh nguyệt thần tông cường giả, lẩm bẩm nói. Những lời này cửa ra làm cho không ít người kinh ngạc một cái, nhưng lập tức lại bình thường trở lại, Lý Tuân cùng Tiêu Phạm quan hệ, rất nhiều người đều hết sức rõ ràng. Lý Tuân truyền cho Tiêu Phạm mấy cái thần thông bí pháp, cũng hợp tình hợp lý. Có điểm này, cũng vừa lúc giải thích, Tiêu Phạm vì sao có thể trong vòng thời gian ngắn cuộc khởi, phỏng chừng Lý Tuân ở Tiêu Phạm trên người, trút xuống không ít tâm huyết. Lại là Lý Tuân. Tiêu Thiên chính sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đều nhanh muốn nặng ra nước, Lý Tuân tuy là không có tới, nhưng tung tích của hắn, nhưng thật giống như vô khổng bất nhập dù cho ở chỗ này, đều có Lý Tuân cái bóng. Cái này một cái bí pháp xuất hiện, não không tốt sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Chương 380 Xem ra ta không xuất thủ không được. Nguồn Mê truyện audio com Oanh Tiêu phàm chấn động nắm tay, dũng mãnh phi thường không gì sánh được, kim sắc trưởng chỉ gian đều dâng lên hào quang, như một tòa hỏa sơn phun trào, huyển lệ mà cùng bạo, chấn động bát hoang. Tiêu trần kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, loại này kinh khủng lực lượng, hắn khoa trương dù cho hắn nhục thân đồng dạng xuất sắc nhưng cùng tiêu phàm so sánh với cũng không chiếm ưu nhất là tiêu phàm trong đoạn thời gian này chiến ý không gì sánh được ngẩng cao cho dù là một thân thực lực đều ở đây không lùi mà tiến tới trong mơ hồ có muốn dấu hiệu muốn đột phá điều này khiến người ta thập phần khó có thể tiếp thu chính là một việc bí thuật mà thôi ngươi cho rằng có thể thay đổi toàn bộ sao tiêu trần lạnh trên một tiếng hắn đồng dạng hai tay kết ấn cần muốn làm theo tiêu phàm ngưng tụ ra một tòa thuộc về mình như ý hóa thiên tới áp chế đối phương. Có thể tính toán của hắn lại bị tiêu phạm khám phá. Có vết xe trước, tiêu phạm sẽ không tiếp tục cho hắn cơ hội này. Chết. Tiêu phạm gầm lên, phía sau trưng một vùng biển mênh mông, vô biên vô hạn, xanh thẳm thâm thúy, giống như là mênh mông Bắc Hải, bị người lấy đại thần thông, Na Di đến rồi nơi đây. Đại dương mênh mông ở giữa. Ngọn núi cao hiện lên, cùng một mảnh đại lục giống nhau, nhiếp nhân tâm phách, tỉ mỉ quan sát, tài năng, mới có thể phát hiện, đó cũng không phải là núi cao, mà là một đầu sinh linh cơ thể hình thật sự là quá lớn cho dù là thần cung cảnh cường giả đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách tại cái kia núi cao bên trên một cái cự đại đầu lâu nâng lên mở ra con ngươi băng lãnh khiến người sợ hãi còn như một vị ma thần sát ý ngập trời là huyền vũ thần thú vô số người kinh hãi gần chết cái này tiêu phàm thật là quỷ dị rõ ràng là nhân tộc nhưng thi triển ra lục ngô thần thuật bây giờ lại lại vận dụng huyền vũ thần thuật chẳng lẽ nói yêu tộc bên trong cường đại thần thông đều bị hắn học một lần sau chờ một lát nếu như tiêu phàm thi triển ra độc thuộc với kim ô tộc thái dương chân hỏa sợ rằng đều nhiều người không ngoài ý muốn huyền vũ thần thuật vừa ra phong vân biến ảo thiên địa thất sắc vô tận khí thế khủng bố lan tràn khổng lồ kia hư ảnh theo tiêu phàm mà phát động mỗi nhất kích đều tự hồ có thể đạp nát chư thiên Dết. tiêu phàm thân hình khẽ động sau lưng huyền vũ thần thú hư ảnh đồng dạng nâng lên móng trước cùng một căn chống trời chi trụ giống nhau hướng phía tiêu trần đạp lên loại cảnh tượng này quá mức dọa người rồi một cái chân mà thôi chưa hạ xuống sắc trời liền thực đã tối xuống đại địa không chịu nổi loại này uy áp dồn dập vỡ nát từng tòa đại sơn đều nổ tung khủng bố vô biên không có ai hoài nghi dưới một kích này đổi thành một người bình thường sinh tử cảnh cường giả sợ rằng thời gian một cái nháy mắt cũng sẽ bị đạp thành mở ra thịt nát đông tiêu trần không tránh không né vung đầu nắm đấm can đảm đập đi lên cùng huyền vũ thần thú cự đại chân đụng vào nhau phát sinh chấn thiên vang lớn phương viên mấy trăm dặm đại địa đều ở đây không ngừng lay động rất nhiều quan chiến cái này, mặt mang thống khổ lùi ra ngoài, uy năng cỡ này, kém chút nữa liền muốn vượt qua cực hạn của bọn họ, ở cương mảnh một ít, chỉ sợ cũng muốn chịu đến trọng thương rồi. Oanh. Oanh! 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 Tiếng nổ thật to, không ngừng truyền đến. Tiêu trần lực hám huyền vũ thần thuật, mỗi nhất kích đều thế đại lực trầm, nhưng mỗi một lần va chạm, hắn cũng có chút lui một khoảng cách, lấy nhục thân chi lực ngành hám một đầu thần thú. Dù cho chỉ là hư ảnh, cũng mau muốn vượt qua cực hạn của hắn. Trái lại tiêu phàm, cũng là khí thế như hồng, trên người huyết khí liên tục tăng lên, đã tới một cái điểm tới hạn. Rốt cuộc, Dụ từ nơi sâu xa, một tiếng dụ minh truyền đến, tiêu phàm trên người uy thế tăng lên một nấc thang, giống nhau trên người hắn, có một loại bất tử bất diệt khí tức mênh mông cùng cùng ra. Hình như là nhất tôn vĩnh sinh bất tử tiên vương, từ vạn cổ trường hạ trung trở về, vạn kiếp bất hủ. Sinh tử cảnh hậu kỳ. Cái này tuy là chỉ là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng đối với tiêu phàm loại này thiên kiêu mà nói mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều là đối với, với tự thân chiến lực cự đại tăng phúc phá lần thứ hai hét lớn một tiếng tiêu phàm một quyền hạ xuống sau lưng huyền vũ thần thú đồng dạng hành động ức vạn móc câu khoảng cách đem bầu trời đều giẫm nát truyền đến một cổ cự đại âm bạo thanh âm âm tiêu trần né tránh không kịp chỉ có thể lần thứ hai lấy xong quyền ngành hám lần này hắn không có phía trước vận may một đôi cánh tay ở chúng một khuê khuê phía dưới trở thành một chùm huyết vụ thân thể của hắn cùng huyền vũ thần thú chân đụng vào nhau toàn bộ mãnh liệt trung động một cái sau đó té bay ra ngoài liền cùng một viên lưu tinh giống nhau ở vô số người trước mắt vạch ra một cái lóa mắt đường pa ra bôn liên tiếp đụng nát vài tòa núi cao sau đó nhập vào sâu trong lòng đất thật lâu không có tiếng động truyền đến cái này vô số người nói lỡ nhìn một màn trước mắt này không biết nên nói cái gì cho tốt khai chiến phía trước bị đám người kỳ vọng cao tiêu trần cương nhiên bại bởi tiêu phàm đây không khỏi thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Tuy là cái này vẫn còn không tính là thua, chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi, nhưng trên thực tế, một chiêu kia mới vừa rồi, ở mọi người nhìn lại, hầu như chính là thắng bại đã định. Trừ phi, tiêu trần cũng có thể cùng tiêu phạm giống nhau, tới một cái lâm trận đột phá. Nhưng này một điểm là quá khó khăn, từ cổ chí kim, có thể ở trong chiến đấu đột phá, cái kia một cái không phải gánh vác người có vận may lớn. Tiêu trần nếu là có thể đột phá sớm đã đột phá, căn bản không cần thiết chờ tới bây giờ làm sao có khả năng? Xa xa, bình tĩnh thông dong, vuốt trâu mà cười tiêu thiên chính, nụ cười trên mặt thoáng cái cứng lại rồi, bàn tay rung lên, bị vỗ xuống mấy sợi râu đều không cảm giác chút nào. Cái này tiểu xuất sinh, dĩ nhiên đột phá. Tiêu thiên chính châu mày, hắn nhìn chồng chọc vào tiêu phàm, lấy nhãn lực của hắn, không khó coi ra, trên người đối phương, không biết đột phá tu vi đơn giản như vậy. Dường như, tiêu phàm trường sinh thể, cũng muốn mất mà được lại. Đến rồi đại đế cảnh giới, có hay không thể chất đặc thù thêm được, ý nghĩa đã không lớn, thế nhưng ở sinh tử cảnh cái giai đoạn này, một cái thể chất đặc thù tồn tại, vẫn là hết sức nghịch thiên. Xem ra ta không xuất thủ không được. Tiêu thiên chính con người hiếp một cái, trên người có một cổ sát ý, từng bước dâng lên. Từ lúc này thế cục đến xem. Tiêu trần muốn kích sát tiêu phạm, có khả năng đã không lớn, kết quả cuối cùng, tốt nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương mà thôi, hắn cũng không thể thả tiêu phạm rời đi. Ngắn mũi này chừng 10 năm thời gian, tiêu phàm liền trưởng thành đến bước này, cho hắn thêm 10 năm, sẽ là cảnh tượng bực nào, hầu như không cách nào tưởng tượng còn như mặt mũi. Hắn chẳng bao giờ cân nhắc qua, từ hắn quyết định đối phó tiêu phàm một khắc kia trở đi, tiêu tộc mặt mũi, nhất định quét rác, nhưng mất mặt, dù sao cũng hơn toàn bộ tiêu tộc hủy diệt mạnh hơn một chút. Chỉ cần giết tiêu phàm, về sau bọn họ tiêu tộc, có bó lớn thời gian, một lần nữa kinh doanh, đợi cho 10 vạn năm, thậm chí trăm vạn năm phía sau, còn có ai biết nhớ kỹ chuyện hôm nay. Sợ rằng, trong lòng mọi người, vẫn vẹn biết nhớ kỹ tiêu tộc không thể trêu chọc chuyện này xuyên chương 381. Hắn không nhịn được sao? Nguồn. Mê truyện audio com Âm âm. Đại địa toái nứt, tiêu trần đi ngược lên trời, hắn sợi tóc rối tung, có chút chật vật, một đôi mắt, thập phần băng lãnh, đang nhìn hướng tiêu phàm trong ánh mắt, đều là khiến người ta không rét mà run sát ý, tốt đường đệ, ngươi thật đúng là thâm tàn bất lậu a. À? Dứt lời. Hai tay hắn rạch một cái, lạc một tiếng, trong hư không thần kiếm rậm rạp, đây là một loại kinh khủng kiếm đạo thần thông, phẩm cấp ít nhất là thiên cấp ở trên, thậm chí có thể là thánh cấp. Thánh cấp công pháp, đối với bình thường sinh tử cảnh mà nói, rất khó tìm hiểu, nhưng đặt ở tiêu trần bực thiên tài này trên người, dường như lại cũng không hiện ra đột nguyên. Thương, thương, thương. Vô số thần kiếm, giống như nắng gắt, cấp tốc hướng phía tiêu phạm chém tới, kiếm tiếng gào thét, có thể phá sơn hà, mỗi một đạo thần kiếm, đều có thể đánh chết nhất tôn sinh tử cảnh cường giả. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thần kiếm, hội tụ vào một chỗ, cùng một giải ngân hà giống nhau, vô biên vô hạn, quả thực không thể tưởng tượng, rõ ràng sợ là thần cung cảnh cường giả, cũng không dám đón đỡ. Giờ này khắc này. Nhật nguyệt vô quan, thiên địa thất sắc. Tại trong hư không, chỉ có một đạo màu bạc thiên hà, từ cửu tiêu hạ xuống, trở thành thiên địa duy nhất, tung hoành đang vào, như giả thiên tinh thần rơi xuống. Tiêu phàm hét lớn. Trong thân thể vô tận huyết khí sao động, khí thế tăng lên tới đỉnh phong, tại hắn phía sau, lần thứ hai biến hóa ra khỏi một đầu thần thú lục ngô, cùng thần thú huyền vũ đứng sóng vai âm âm hai đầu thần thú giống như hai vị thị vệ đỉnh thiên lập địa trong nháy mắt mà thôi phóng xuất ra bất hủ lực lượng vượt qua vô số người để ý cái này hai đầu thần thú quá mức khổng lồ mỗi một cái đều cao tới nghìn trượng ở trên liền cùng hai cái đại sơn giống nhau tràn đầy cảm giác áp bách hống hai đầu thần thú nhất tề trống giận huyền vũ nhất chân lục ngô nâng xiên trắng xóa thần lực hội tụ vào một chỗ do nhược hỏa sơn bạo phát hồng thủy ngập trời thoáng cái ép khắp hư không đón nhận phía trên vạn đạo kiếm quan. Ung ung. Đáng sợ nhất va chạm, đáng sợ nhất giao kích, ở nơi này trong vòng ngàn dặm bên trong, khuếch tán ra, lấy hai người làm trung tâm, phương viên không có rễ đại địa đều bị sang bằng. Một cổ khí màu trắng lãng, cùng bạch sắc thương lông giống nhau, quét ngang qua mỗi một tấc thổ địa, chỗ đi qua, vạn vật tan biến, cái gì cũng không phục tồn tại. Chu vi quan chiến người, toàn bộ áo bào bay phất phới, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, không kìm hãm được hướng phía xa xa lui ra đi ra ngoài nhất trung ương khu vực tiêu trần biến sắc hắn đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất dường như như trước không làm gì được đối phương mặc dù hắn thực đã sử dụng thánh cấp thần thông vẫn là không làm nên chuyện gì điều này cũng không có thể trách hắn thật sự là tiêu phạm vận dụng lưỡng chủng thần thuật phẩm cấp cũng không thấp thành tựu lục ngô nhất tộc cùng huyền vũ nhất tộc giữ nhà kỹ năng kỳ thần thuật phẩm cấp tuyệt đối ở thánh cấp ở trên lúc này tiêu phạm tế xuất lưỡng chủng thần thuật đồng cấp trung có thể chống đỡ được một kích này nhân vật thật sự là không nhiều lắm cuối cùng kiếm quang nổ tung, ức vạn đạo thần kiếm, toàn bộ hóa thành hư vô, trở thành một mảnh lưu quang, tiêu tán ở trong hư không, nhưng ở thần kiếm tiêu tán sau đó. Một cây cương xoa, bị thần thú lục ngô cầm ở trong tay, lại bên ngoài tiêu trần trong con ngươi, cấp tốc phóng đại ra. Thấy như vậy một màn. Tiêu trần sắc mặt đại biến, trong miệng kinh hô một tiếng. Làm sao có khả năng? Mới vừa một kích kia, kinh khủng như vậy, tiêu phàm hai đầu thần thú hư ảnh, sao còn lưu lại một cái? lấy hắn tình huống hiện tại nếu là thật bị một kích này bắn trúng sau cùng hạ tràng khẳng định cũng không khá hơn chút nào vẫn lạc tuy là không quá có thể nhưng trọng thương lại không tránh được một ngày trọng thương sợ rằng cuộc chiến hôm nay liền triệt để trần ai lạc định nghĩ tới đây tiêu trần tới không vội do dự hắn lật bàn tay một cái lòng bàn tay nhiều một khối cổ đồng sắc thạch ấn tại xuất hiện trong nháy mắt dài ra theo gió đạt tới trăm trượng phương viên chắn trước mặt mình đông nổ truyền ra lục ngô thần thú trong tay cương xoa cùng thạch ấn đụng vào nhau phát sinh cự đại tiếng sắt thép va chạm cũng may chính là tiêu trần sử dụng thạch ấn chính là nhất kiện hạ phẩm đạo binh chặn một kích này có thể coi là như vậy tiêu trần cũng thập phần không dễ chịu hắn bị chấn được bay ngang dựng lên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ từ hồ cũng lệch vị trí trong miệng phun trào tiên huyết nhiễm đỏ bầu trời nhìn qua cực kỳ thê diễm đáng trách tiêu trần gầm lên hắn bay ngược mà ra lấy ra một cái bình ngọc từ bên trong đổ ra một viên màu vàng kim đang dược đang muốn nuốt vào trong bụng hóa giải thương thế xa xa tiêu phạm cấp tốc đánh tới phó đúng lý không tha người tư thế bỗng nhiên oanh tiêu phạm hai tay nắm tay thi triển một loại thiên cấp quyền pháp đánh thiên băng địa liệt đem chiến lực tăng lên tới cực hạn hắn giọng máu khắp người đều triệt để sôi trào đô tiêu trần đang dược trong tay còn chưa kịp dùng đã bị sinh sôi đánh bể âm âm hai người lần thứ hai giao thủ lần này không giống với phía trước cũng không lâu lắm, Tiêu Trần lại bị đánh bay ngang dựng lên, hắn nhớ muốn thi triển vạn đạo tiên đồng thần thông. Có thể Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội này, đến mỗi thời khắc mấu chốt, trực tiếp biến chiêu, không cho đối phương bắt trước. Ngắn mũi nửa ngày thời gian. Trên người hai người, tất cả đều nhiều vô số vết thương, chuẩn bị kết thúc đánh một trận, hai người đều lấy ra ẩn giấu võ thuật, vì liền đem đối phương mau sớm đánh gục. A. À. Tiêu Trần kêu to, ở nơi này một lần giao phong trung, bị thua thiệt nhiều, toàn bộ cánh tay phải đều triệt để biến hình cả người máu me đầm đìa, bạch xăm xăm xương khóc, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thắng. Tiêu phàm vọt tới, đem hết khả năng xuất thủ, lực áp tiêu trần, liên tục trọng quyền đập ra, như muốn đánh gục ở chỗ này, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy tiêu trần liền muốn bị thua. Đến lúc này, tiêu thiên chính đám người không kiềm chế được, ở tại bọn hắn tiêu tộc ở giữa, tiêu phàm hầu như thực đã bị xóa tên, tiêu trần chính là tiêu tộc tương lai. Có thể nói, tiêu tộc ở giữa, ai cũng có thể bại, thậm chí có thể chết, chỉ có tiêu Trần không thể 3.2 xảy ra chuyện, thậm chí ngay cả bị thua đều không được, hắn đại biểu toàn bộ tiêu tộc bề ngoài. Dừng tay. Hét lớn một tiếng. Chấn động toàn bộ hư không, liền thời gian, phản phất đều dừng lại một chút, một cổ thánh nhân uy áp, tịch quyển mà ra, mênh mông cùng cùng trên trời dưới đất tất cả mọi người tại chỗ, đều phản phất bị vô biên đại dương mênh mông bao phủ lại, hầu như không thở nổi. Tiêu Thiên Chính. Hắn không nhịn được sao? Không biết bao nhiêu người rung lên trong lòng muốn hướng phía tiêu thiên chính bên kia nhìn qua, nhưng là thánh nhân uy áp tới người, đừng nói quay đầu, thực lực hơi kém một chút, cho dù là muốn động động thủ đầu ngón tay, đều căn bản làm không được. Vô số sinh linh, không cách nào bảo trì ngự không, từ thiên khung bên trên rơi thẳng xuống. Nếu không là da dày thịt béo một ít, sợ rằng có không ít người, cũng bị sinh sôi té chết ở chỗ này. Chương 382 Lý Tuân đến rồi Nguồn Mê truyện audio.com Thời gian, vào giờ khắc này, dường như dừng lại thánh nhân oai, không thể phỏng đoán. Tiêu Thiên Chính vượt qua bao nhiêu ngày cướp, ngoại nhân không được biết, nhưng từ đây khắc uy thế đến xem, hắn cũng không một dạng thánh nhân, ít nhất năm lượt thiên kiếp ở trên. Chỉ dựa vào khí tức mà thôi, liền hầu như đông lại hư không. Tiêu Phàm thân hình, từ trên trời bị áp bách đến rồi mặt đất, hai chân không vào sâu trong lòng đất, giống như là khiên một tòa núi cao giống nhau, cần muốn đưa hắn ép vào địa tâm. Mặc dù là thời kỳ toàn thịnh, đối mặt thánh nhân oai, Tiêu Phàm đều rất khó ngăn cản, chớ đừng nói chi là hiện tại cũng sớm đã thâm thụ trọng thương rồi. Hắn đánh với tiêu trần một trận, đều đến liều mạng tình trạng. Tất cả đều dựa vào cuối cùng một khẩu khí, muốn phân ra cái cao thấp, đồng thời cũng muốn phân ra một cái sinh tử, bây giờ ở sau cùng bị cắt đứt, hắn thể nội thương thế, cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt nổi lên. Thắng! 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 Từng đạo miệng máu sụp đổ, máu me đầm đìa, đem tiêu phàm nhuộm thành một người toàn máu, tuy là hắn luyện hóa không ít huyết tinh thạch, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, nhưng có thánh nhân uy thế tồn tại. Hắn khôi phục tốc độ, xa mười xa theo không kịp bị thương tốc độ, vừa muốn tái hợp vết thương, một giây kế tiếp liền lần nữa lại sụp đổ, vòng đi vòng lại, nguyên khí của hắn đang không ngừng tổn hao. Cả người cũng bắt đầu quể oải xuống phía dưới. Hiện tại sở dĩ, còn có thể chống đỡ, dựa vào chỉ là ý chí bất khuất mà thôi. Bên kia, tiêu thiên chính đạp không mà lên, hắn không có chú ý tiêu phạm, hắn thấy, chính mình thực đã hiện thân, chính là một cái sinh tử cảnh thiên tài, nhãn trải qua không đáng để lo trừ phi. Hiện tại Lý Tuân xuất thủ. Nhưng Lý Tuân không có lộ diện lời nói, ở đây bất luận cái gì một cái người, phỏng chừng cũng không dám ngăn cản hắn. Việc cấp bách. Hắn quan tâm nhất vẫn là nhà mình thương thế của con trai. Con ta, thương thế như thế nào? Tiêu Thiên Chính đi tới Tiêu Trần trước mặt, đưa hắn đổi đỡ dậy, trong tay xuất hiện một viên đan dược, đưa vào Tiêu Trần trong miệng, thân thiết hỏi. Đối với cái này một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy không nói. Hai vị thiên kiêu sinh tử chiến, mắt thấy đến cuối cùng trước mắt, ngươi cái này lão bối nhân vật, tự mình hạ tràng, ít nhiều có chút không nói được. Thế nhưng ngại vì tiêu tộc uy danh, cùng với cách đó không xa thái âm tiên phủ. Suy nghĩ rất nhiều muốn thay tiêu phàm ra mặt người, cũng không có cách nào nuốt xuống lời ra đến khóe miệng, thay tiêu phàm mở miệng tự nhiên không khó, nhưng mở miệng sau đó phải đối mặt tình cảnh, khả năng liền được theo số lượng một chút. Nhân gia tiêu tộc cùng thái âm tiên phủ, cũng không phải là đùa giỡn. Không đối phó được Lý Tuân, còn không đối phó được những người khác. Không sao cả. Tiêu Trần dùng đan dược, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cũng hồng nhuận một ít, bởi vì hắn cũng luyện hóa không ít huyết tinh thạch, trên thân thể thương thế, cũng trong thời gian thật ngắn hoàn toàn khôi phục. Từ bên ngoài nhìn lại, hầu như thực đã vô ngại. Chỉ là thương thế bên trong cơ thể, chỉ có Tiêu Trần mình mới rõ ràng. Không sao cả là tốt rồi. Tiêu Thiên chính cuối cùng cũng tùng một khẩu khí, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía mặt đất Tiêu Phàm, con ngươi nhất thời lạnh xuống, hắn một tay nắm chặt. Hư không nhất thời mờ đi chỉ bàn tay màu xanh, trải rộng văn lộ, bao trùm thiên vũ, thấu phát thánh nhân oai, làng không nhấn xuống tới, muốn trực tiếp tiêu diệt tiêu phạm đến bước này. Tiêu phạm uy hiếp, đã triển lộ vô cùng nhuận nhuyễn, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng đừng nói tiêu trần không đối phó được, liền chính hắn đều cầm tiêu phạm không có biện pháp. Lúc này, Lý Tuân không có tới, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể mạt sát tiêu phạm, vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Tiêu tộc quá không biết xấu hổ. Có người tức giận bất bình. Tiêu phạm bất kể nói thế nào, đều là nhân tộc Thiên Kiêu, tiêu tộc làm như vậy, mặc dù có gia sự danh tiếng, có thể giết Tiêu Phàm, đối với nhân tộc chỉnh thể mà nói, vẫn là một cái tổn thất thật lớn. Tiêu Phàm Trường Sinh Thể cũng bị mất, như trước tiềm lực lớn như vậy, hiện tại Trường Sinh Thể có khôi phục dấu hiệu, một ngày Trường Sinh Thể triệt để khôi phục đến tột cùng biết khủng bố đến mức nào, không ai nói rõ ràng. Rất nhiều người đều đang đợi lấy Tiêu Phàm triệt để lớn lên ngày nào đó. Hãy nhìn dáng vẻ, Tiêu Thiên Chính không tính cho Tiêu Phàm cơ hội này. Chớ nói tiêu tộc, lập tức toàn bộ hoang cổ đại lục thậm chí còn cả thế giới có thể ăn đứng ở chúng mạnh mẽ chi lâm mà không ngã thế lực có mấy cái cần thể diện đem chư vị đặt ở tiêu thiên chính vị trí sợ rằng có người so với hắn càng không biết xấu hổ ai đáng tiếc tiêu phàm cũng coi như một nhân vật kết quả còn không có triệt để lớn lên liền muốn bỏ mình từ cổ chí kim vẫn lạc thiên kiêu là ở nhiều lắm nhiều tiêu phàm một cái không nhiều lắm thiếu hắn không thiếu một cái muốn trách chỉ có thể trách hắn hậu trường không rất cứng đúng vậy tiêu phàm phía sau không phải đứng lý tuân sao vì sao hắn hôm nay không có tới? Nếu như hắn tới, có lẽ sẽ có chỗ bất đồng. Người ở tại tràng âm thầm nghị luận âm ý, nhưng ngoài mặt, cũng không dám biểu đạt ra cái gì bất mãn. Tiêu Thiên Chính chỉ là muốn giết Tiêu phàm mà thôi, đi theo tràng phần lớn người đều không có quan hệ gì, coi như Tiêu Thiên Chính, giết một ít thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão. Những thế lực kia, còn muốn nở nụ cười, nói một câu giết thật tốt. Ta cùng với Tiêu Trần quyết chiến, sinh tử có số, người Tiêu Thiên Chính đây là ý gì? Tiêu phàm nhìn phía Cao Thiên, trầm giọng mở miệng. Tiểu súc sinh. Tiêu thiên chính hư lạnh, lạnh giọng nói. Ta tên kiên kỵ, cũng là người có thể xưng hô. Đừng có đã quên, ta chính là người to lớn bá, như vậy mắt không tôn trưởng, hôm nay đáng chết. Nói xong. Bàn tay hạ xuống, vô biên trưởng ấn, giống như trời nghiêng, cho người ta một loại cự đại cảm giác áp bách, khiến người ta hầu như không thở nổi, quá mức cường đại rồi. Không thành thánh giả, ở nơi này một trưởng dưới tham gia con kiến hôi. 677 tiêu trần nhìn lấy một màn này, mặc dù muốn khuyên ngăn trở, nhưng suy nghĩ một chút sau đó, vẫn chưa mở miệng, hắn tuy là muốn tự tay đánh bại tiêu phàm, để rửa soát hôm nay sỉ nhục. Nhưng vừa vặn đánh một trận, làm cho hắn loại này tính niệm dao động. Dường như, làm cho tiêu phàm lúc đó vẫn lạc, cũng là một cái lựa chọn tốt. Liên tại bàn tay nếu muốn chết tiêu phàm thời điểm. Một đạo cực quan, từ phương xa phá tới, như lôi ầm vang, hừng hực lóa mắt, bổ về phía tiêu thiên chính, ở giữa ẩn chứa lôi đình oai, có tan biến toàn bộ cảm giác. Cho dù là thánh nhân, đều muốn trở nên mau cốt kinh nhiên. Đây là cái gì? Có người kinh hô. Thanh âm còn chưa kịp truyền ra ngoài, xa xa đắc ý vô cùng tiêu thiên chính, âm âm bị lôi đình đập trúng, cả người trong nháy mắt bay ngược ra tất. Vĩ ngạn thân thể run rẩy dữ dội, trên đầu phát quan vỡ nát, cả người tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, nửa người đều bị đánh cháy đen không gì sánh được, hình như một đoạn than củi. Phụ thân. Tiêu trần kinh hô. Biến cố này, tới quá nhanh khiến người ta bất ngờ, cho dù ai cũng chẳng nghĩ tới, ở sau cùng, sẽ phát sinh loại tình huống này. Là Lý Tuân đến rồi. Trong mắt mọi người sáng lên, vui vẻ nói. Vào lúc này, còn có thể tới cứu viện tiêu phạm nhân, dường như ngoại trừ Lý Tuân ở ngoài, bọn họ lại cũng nghĩ không ra người thứ hai. Chương 383 Lý Đạo Hữu, nghĩ muốn cái gì thành ý? Nguồn Mê truyện audio com Không đúng Có nhất tôn thánh nhân, đứng tại trong hư không, cau mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, đây tự hồ là tiêu tộc công pháp khí tức, người xuất thủ, hẳn không phải là Lý Tuân mới đúng. Không phải Lý Tuân. Những lời này, làm cho rất nhiều người mê hoặc. Bọn họ là đang suy nghĩ không ra, vào lúc này, ngoài trừ Lý Tuân ở ngoài, còn có thể là ai, có thể ở thời khắc mấu chốt, cứu vớt tiêu phàm một mạng không đợi đám người mê hoặc lâu lắm. Cách đó không xa. Người bị thương nặng tiêu thiên chính, trên mặt đất, gian nan bò dậy, hắn bề ngoài chật vật không thôi, mang trên mặt khó tinh thần sắc trầm giọng nói, Lục tổ, đây là ý gì? Người khác không rõ ràng. Hắn chính là trong lòng rõ ràng, mới vừa xuất thủ người, cũng không phải người khác, đúng là bọn họ tiêu tộc bên trong cường giả thế hệ trước, hay là bọn hắn mạch này trực hệ trưởng bối. Lục tổ. Lục tổ thuộc về tiêu thiên chính tổ tiên nhân vật, nằm đó vẫn chưa gã, lưu tại tiêu tộc ở giữa, theo tu vi bộc phát thâm hậu, trở thành tiêu tộc cây còn lại quả to mấy vị thánh vương một trong cường giả. Nếu như đổi thành, cửu tổ xuất thủ, tiêu thiên chính còn có thể lý giải một ít dù sao. Cửu tổ chính là tiêu phàm tổ tiên, nhưng vấn đề là, mới vừa ra tay với hắn nhân, chính là lục tổ, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nhà mình lão tổ tông, tại sao lại đối phó chính mình. Chẳng lẽ nói, ở thời khắc máu chốt, lục tổ nổi lên lòng yêu tài. Thiên đàng, ngươi quá mức. Thanh âm già nua, u u truyền đến, ở trong thiên địa quanh quẩn. Xa xa trong hư không. Không gian một trận vặn vẹo, một đạo tuẩn lũ thanh âm đi ra, đó là một vị lam bào lão ẩu, sợi tóc tuyết trắng, con ngươi đục ngầu, cầm trong tay gậy đầu rồng. Trên người lộ ra khí tức mục nát, cho dù ai nhìn, cũng sẽ không đem cùng một tôn thánh vương bộ dạng liên hệ tới. Tiêu Thiên Chính khó hiểu. Liền hắn đều nhìn thấu tiêu phạm uy hiếp, lục tổ sống sót lâu như vậy, làm sao có thể nhìn không ra tiêu phạm tương lai tiềm lực. Mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, thêm lên hôm nay, cùng với chuyện đã qua, sợ rằng tiêu phạm triệt để lớn lên phía sau, là sẽ không bỏ qua tiêu tộc. Nói đúng ra, phải không quá buông tha bọn họ mạch này tộc nhân tới những tộc nhân khác, e rằng không có việc gì, nhưng mình mạch này, bao quát tiêu trần ở bên trong, sợ rằng không có có kết quả gì tốt. Hiện nay thế giới này, vốn là mười phần tàn khốc, tài chính mình chiếm giữ ưu thế thời điểm, không có hạ sát thủ, đợi đến nhân gia chiếm cứ ưu thế, cái kia mạng nhỏ đến tột cùng còn có thể giữ được hay không, khả năng liền không phải là mình định đoạt. Lục tổ thần sắc có chút không phải tự nhiên, mặt nạn bàn khẽ nhăn một cái, nhìn thoáng qua bên cạnh hư không, ngưng trọng mở miệng. Lý Tuân Đạo Hữu, hiện tại có thể hài lòng một lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt một chút lý tuân hắn không phải không tới sao bây giờ tiêu tộc lục tổ miệng bên trong lời nói lại là có ý gì hơn nữa tiêu tộc lục tổ ở đây rất nhiều người nhưng là lòng biết rõ cái này chính là nhất tôn thánh vương cấp cường giả sống sóc tuế nguyệt thập phần lâu đời có thể cùng nàng ngồi ngang hàng căn bản không có mấy cái chớ đừng nói chi là để cho nàng miệng nói đạo hữu đây cũng là tiêu tộc thành ý sao phong khinh vân đạm thanh âm ở bốn phương tám hướng vang lên sau một khắc oanh hư không nổ tung một đạo mông lũng thân ảnh xuất hiện lưu tiêu tan vô tận quan huy giống như là nhất tôn thiên thần một dạng ăn đứng ở giữa không trung khiến người ta không nhìn được nghĩ quỳ xuống dập đầu không có ai có thể thấy rõ hắn chân thân cái này tự hồ chỉ là một cái bóng mờ bị thôi tụ phù văn bao khỏa thần bí cường đại nhưng có thể cảm giác được đây là một cái nam tử trẻ tuổi khí tức ngập trời hắn như nhất tôn thiên đế hàng thế, làm người ta hồn phách trung, duy nhất có thể thấy rõ là cái kia một đôi mắt, không gì sánh được thâm thúy, ở giữa cảnh tượng rất kinh người, có hỗn động khí tràn ngập, phản phất ở khai thiên tích địa. Mặc dù không là nào đó đồng thuật, nhưng lại có thể lộ ra ra đáng sợ như vậy tràn cảnh. Ở trong tay hắn, có một cây đỏ thẫm hai màu đại kích, phản phất tại lưu động huyết quang, ẩn chứa ngập trời huyết sát chi khí, quang hoa lưu động, cường đại khiếp người, có thể nói khủng bố tới cực điểm. Thương Long Kích Vô số người trái tim đập thình thịch, ở đại sở hoàng triều hủy diệt sau đó lý tuân danh tiếng hầu như ở hoang cổ trên đại lục đạt tới đỉnh điểm rất nhiều người muốn gặp một mặt mà không có cơ hội chưa từng nghĩ hôm nay dĩ nhiên thực sự gặp được chỉ bất quá hôm nay tới đây dường như không phải là lý tuân bản tôn mà là một cái bóng mờ có thể coi là là một cái bóng mờ cũng thập phần kinh khủng từ đạo hư ảnh này bên trên rất khó phân biệt ra lý tuân thực lực cụ thể nhưng này chủng cảm giác áp bách cũng là không thể nghi ngờ bằng vào cái này một cái bóng mờ chỉ sợ cũng có thể tiêu diệt ở đây hơn 90% cường giả. Thậm chí, Tôn Thánh Vương đều muốn không thể không cúi đầu đối với Lý Tuân xưng hô một tiếng đạo hữu. Phải biết rằng, ở vô số người xem ra, Lý Tuân tu vi bây giờ, bất quá là nhất Tôn Thánh Nhân A lại Lý Tuân. Thế nào lại là hắn? Tiêu Thiên chính thần tình cứng lại rồi. Hắn nhìn lên bầu trời cái bóng mờ kia, thật lâu biết thẫn thờ. Hắn mới vừa, trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu, thậm chí hắn đều tại hoài nghi, lục tổ là động rồi sườn ẩn chi tâm, có thể vạn vạn không nghĩ tới, phía sau là Lý Tuân đang dở trò. Lý Tuân chỉ là nhất tôn thánh nhân A, à, mà nhà mình lục tổ, chính là nhất tôn thánh vương cường giả, hắn có tài đức gì, làm cho nhà mình lục tổ cúi đầu. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Tuân sau lưng đầu kia thần hoàng? Có thể coi là như vậy, cũng chỉ là hai vị thánh vương giữa bác chạy, lục tổ đứng sau lưng toàn bộ tiêu tộc, không có đạo lý biết cúi đầu trước Lý Tuân mới, chỉ có, không chỉ có là tiêu thiên chính. Bao quát tiêu trần ở bên trong, tất cả những người khác đều rất nghi hoặc điểm này. Chỉ có lục tổ. Thần tình rất là đề phòng, đang nhìn hướng Lý Tuân hư ảnh trong ánh mắt, mang theo sâu đậm kiên kỵ, mặc dù là lần đầu gặp lại, nhưng Lý Tuân cho áp lực của nàng, đã không kém gì nhất tôn người cung cấp. Thậm chí còn hơn. Điều này làm cho nàng không thể không hoài nghi, Lý Tuân có lẽ đã trở thành nhất tôn thánh vương lưỡi. Có thể cái ý niệm này, vừa mới xuất hiện, đã bị lục tổ quan ra não hải, cái này quá vô cùng không thể tưởng tượng nổi, Lý Tuân tu luyện mới, chỉ có, bao lâu lấy hôm nay tuổi tác trở thành một tôn thánh nhân đều đã coi như là trước không có người sau cũng không có người nếu như trở thành một tôn thánh vương sợ rằng lý tuân tiềm lực thực đã không cách nào theo lẽ thường tới lường được lý đạo hữu nghĩ muốn cái gì thành ý lục tổ lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói nàng đối với lý tuân rất kiên kỵ nhưng không có nghĩa là sợ đối phương chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi dù sao nàng có thể dễ dàng nghiền chết tiêu phàm nhưng tương tự tiêu trần cũng đứng ở chỗ này một phần vạn nàng và lý tuân trở mặt Lý Tuân đồng dạng có biện pháp, trực tiếp muốn chết Tiêu Trần, nếu như cuối cùng Tiêu Phàm cùng Tiêu Trần tất cả đều vẫn lạc, cái kia toàn bộ tiêu tộc khả năng liền bồi lớn. Nàng thành tựu tiêu tộc lục tổ, có thể làm không ra tiền mất tật mang sự tình. Chương 384. Thực lực ngươi kém quá xa. Nguồn: Mê truyện audio.com. Giữa không trung. Lý Tuân một đạo ý chí hàng lâm, thân hình tuy là hư huyễn, nhưng cực đoan cường đại, như thần vương hàng thế, mỗi một tấc da thịt đều ở đây dâng lên thần huy hắn tóc dài rối tung, hai tròng mắt thâm thúy, một cổ sở hữu nếu không có uy áp, đảo qua toàn trường, để cho lòng người rung động. Phía dưới Tiêu Phàm, đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó chính là vô tận kinh hỉ, hắn cho là mình đại ca, khả năng hôm nay tới không được, nhưng không phải phổ nghĩ vẫn như cũ là đại ca của mình, ở sau cùng phủ xuống. Có Lý Tuân ở, hôm nay không người nào có thể tổn thương hắn một sợi lông, đây là một loại không khỏi tín nhiệm, nhưng không hiểu xong lên tiêu phạm tâm cho dù là tiêu tộc. Cũng hoặc là cách đó không xa thái âm tiên phủ, vào giờ khác này, đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng Lý Tuân tranh phong đối lập nhau. Cái này vô hình trung, làm cho tất cả mọi người đều kính sợ không ngớt. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, chỉ Lý Tuân một người, đã trở thành một loại đại thế, vẫn là không ai có thể ngăn cản cái chủng loại kia, hắn nơi đi đến, bất kỳ thế lực nào không nguyện cùng với chính diện tranh phong. Càng không nói đến chính là tiêu trần chờ, các loại, trẻ tuổi ở yên lặng ngắn ngủi sau đó. Lý Tuân hư ảnh, hơi trồng mắt, nhìn về phía cách đó không xa tiêu tộc lục tổ, thông thả ung dung nói. Tiêu thiên chính thân là tiêu tộc tộc trưởng, biết rõ thân phận của tiêu phàm, còn hướng kỳ xuất thủ, là dự định đối địch với ta sau 117. Những lời này rất bình thản, Nhưng rơi vào trong tai mọi người, cũng không thua kém một tiếng sét. Trên mặt đất, tiêu thiên chính sắc mặt rất đặc sắc, âm tình bất định, người Lý Tuân đều đã hủy diệt linh tộc, mà linh tộc cùng tiêu tộc là quan hệ như thế nào, đừng nói toàn bộ hoang cổ đại lục. Coi như là cả thế giới, một ít có mặt mũi thế lực, cũng là lòng biết rõ. Ngươi bây giờ nói ta đối địch với ngươi. Đây không phải là ở hỗn rõ ràng hắc bạch sao. Rõ ràng ở trước đây không lâu, ngươi hủy diệt linh tộc thời điểm, liền đã coi như là cùng chúng ta tiêu tộc là địch có được hay không. Tiêu thiên chính lửa giận trong lòng vô tận, như muốn cuộn trào mãnh liệt mà ra, nhưng hắn cuối cùng như trước kiềm chế xuống dưới, Lý Tuân nếu đến rồi, vậy đại biểu Lý Tuân sau lưng đầu kia tiên hoàng cũng đến rồi. Sáng bây giờ cùng Lý Tuân khai chiến, bọn họ tiêu tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng ở nơi đây cũng chỉ có một vị Thánh Vương cùng hắn nhất tôn thánh nhân mà thôi. Đối lên Lý Tuân sau đó, căn bản là không có cách chiếm thượng phong, còn như cùng tiêu tộc giao hảo thế lực sẽ xuất thủ giúp bọn hắn, Tiêu Thiên chính chẳng bao giờ nghĩ tới điểm này, có kẻ thứ ba thế lực nhúng tay, cái kia Lý Tuân sau lưng Minh Hữu cũng không ít. Đến cuối cùng, náo không tốt chính là một hồi hỗn chiến. Trừ Phi Thái Âm Tiên phủ nhúng tay, tài năng mới có thể miễn trừ trận sóng gió này, nhưng vấn đề là thái âm tiên phủ vượt khỏi trần gian đã thành thói quen, chỉ cần không giết tiêu trần, bọn họ dễ dàng chắc là sẽ không lộ diện. Còn như tiêu tộc tử thương bao nhiêu, theo chân bọn họ thái âm tiên phủ, không có bao nhiêu quan hệ. Nghĩ tới đây. Tiêu thiên chính trầm giọng nói. Ta bất quá là đang xử lý nhà mình việc, lý đạo hữu ngươi một ngoại nhân, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay hay sao? Nhúng tay thì như thế nào? Lý Tuân nhàn nhạt đáp lại lời này vừa ra, làm cho tiêu thiên chính sắc mặt bị kìm hãm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Tuân sẽ như thế thoải mái thừa nhận, hắn mình muốn nhúng tay tiêu tộc việc nhà, tin tức này truyền đi, sợ rằng đối với tiêu tộc danh tiếng, sẽ là một lần đã kích khổng lồ. Dù sao, chuyện nhà của mình, đều như ngoại nhân nhúng tay, vậy bọn họ cái này truyền thừa mình lâu đế tộc, còn có cái gì bộ mặt, có thể áp đảo thế lực khác bên trên. Lý Tuân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu thiên chính nộ không thể quá, hắn tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng. Trước đây linh tộc Việt, ta chưa cùng ngươi thanh toán, hôm nay ngươi lần thứ hai nhục ta tiêu tộc, thật cho là ta tiêu tộc không người. Nói xong. Tiêu thiên chính trên người bao trùm một tầng chiến y màu xanh, một thân trong suốt, đây là một kiện thánh binh, chèn ép chu vi hư không vạn vẹo, đại đạo vết tích hàng ngàn hàng vạn sợi, khí thế bàn bạc. Bà. Hắn tùy ý đứng ở nơi đó, liền khiến người ta một trận sợ hãi, khủng bố vô biên, huyết khí nồng nặc, quét ngang thiên địa, có khí thôn sơn hạ tư thế. Phó bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ dáng vẻ thấy như vậy một màn. Ở đây người vây xem tất cả đều lui ra đi ra ngoài. Sinh tử cảnh thiên kiêu đánh một trận, tạo thành cảnh tượng không đáng giá nhắc tới, bọn họ đứng ở gần bên quan chiến liền có thể, nhưng đến rồi thánh nhân tình trạng, cái kia nhưng là khác rồi. Một ngày Lý Câu cùng Tiêu Thiên chính khai chiến, cảnh tượng như thế tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cho dù là thiên thượng tinh thần đều sẽ bị đánh bể, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ rằng cuối cùng đều sẽ hình thần câu diệt, liền một điểm bụi bặm giả không cách nào lưu lại lý tuân hư ảnh một tiếng nhẹ ân dường như phát hiện một tiếng chuyện kỳ dị hắn thuận miệng nói ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ phải thì như thế nào tiêu thiên chính lạnh giọng mở miệng hắn thân là lão bối nhân vật lý tuân ở trước mặt hắn bất quá là một tiểu bối nhưng bây giờ hai người bình khởi bình tọa nhưng tiêu thiên chính thân là lớp người già ngạo khí vẫn chưa vứt bỏ lý tuân mặc dù thiên tư tuyệt diễm nhưng hắn cũng chưa từng sai đi nơi nào có thể đi tới hôm nay bước này ai lúc còn trẻ còn không phải là cái thiên hơn nữa Hắn sống rồi mấy nghìn năm, kinh nghiệm đối địch phong phú, coi như Lý Tuân bởi vì sông thiên phú gia thân, chiến lực càng mạnh, nhưng kinh nghiệm bên trên khó tránh khỏi ăn thiệt thòi chút. Nhìn từ điểm này, hai người giao thủ. Tối Thiểu, cũng phải là cái chia 5 năm a, chỉ cần đánh ngang tay, cái kia Lý Tuân ngày xưa uy danh liền không đáng giá nhắc tới, dù sao danh vọng vẹn vẹn chỉ là danh vọng, không có thực lực tuyệt đối chống đỡ. Cái kia khá hơn nửa danh tiếng, cũng chỉ là nước chảy mà thôi. Có gan khí. Nhưng tiếc là, lạnh lùng lời nói từ thiên không truyền xuống, còn chưa nói hết, một cổ giống như lũ quét cuốn tới một dạng khí tức, từ Lý Tuân Hư ảnh bên trên, âm âm khuếch tán ra. Giờ khắc này, thiên trung lắc, vô thượng uy năng, chấn động bát hoang khắp nơi, thiên địa cũng vì đó lật đổ, như một mảnh tinh vực đè xuống, trong phương viên vạn dặm, toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Oanh! Lý Tuân trong nháy mắt kích thiên, một vệt thần quang, như thanh long nhảy qua, đem sở hữu ngăn cản phá hủy, ở tiêu thiên chính còn chưa kịp phản ứng, càng tới sát trước mặt của hắn, tiêu thiên chính vẹn vẹn tới kịp, đem hai cánh tay che ở trước người, liền thoáng cái bị đụng bay ra ngoài, hắn dựa vào thành danh chiến y ở thần quan va chạm phía dưới, xuất hiện từng đạo vết nứt, cực kỳ kinh người. ung ung, thanh âm điếc tai nhất ốc truyền đến, tiêu thiên chính cùng một cái lưu tinh giống nhau ở đại địa bên trên trượt, đem mặt đất cày ra một đạo hồng câu, sâu tới trăm trượng, tung hoành mấy ngàn dặm. từ không trung bên trên nhìn tiếp cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, nhưng tiếc là thực lực ngươi kém quá xa bình tĩnh thanh âm truyền đến, Lý Tuân thu tay lại mà đứng, làm cho vô số người chấn động vạn phần, thật lâu nói không nên lời một câu. Cái này quá vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Lý Tuân cũng là thánh nhân A, à, mà Tiêu Thiên Chính, đồng dạng cũng là thánh nhân bên trong người nổi bật, nhưng hôm nay lại ngay cả Lý Tuân bản tôn cũng không thấy, vẻn vẹn một cái bóng mờ, liền đem bên ngoài nghiền ép. Nếu như Lý Tuân bản tôn tự mình, lại nên cảnh tượng bực nào? Sẽ không phải là miễu sát. Chương 385 Làm sao có thể đủ thôi? Nguồn. mê truyện audio com làm sao có khả năng đây là vô số người tiếng lòng nhất là tiêu trần cả người hắn đều trận trọng mắt ở mấy năm trước quy danh của hắn còn cùng lý tuân tương xứng tuy là bởi vì hắn trường sinh thể đến từ chính tiêu phạm nguyên nhân làm cho hắn danh vọng bị một ít đã kích nhưng tổng thể mà nói vẫn là có rất nhiều người hết sức coi trọng hắn cho dù là tiêu trần chính mình hắn cũng cho là mình cùng lý tuân chênh lệch cũng không lớn trước đây hắn chính là sinh tử cảnh, mà Lý Tuân bất quá là thần cung cảnh, giữa hai người vẹn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Trong lúc vô tình, Lý Tuân đã thành thánh, không chỉ có thành thánh, thậm chí còn nhất chiêu đánh bại Tiêu Thiên Chính, phải biết rằng Tiêu Thiên Chính ngoại trừ phụ thân của Tiêu Trần cái thân phận này bên ngoài. Hắn còn có một thân phận. Đó chính là Tiêu Tộc Tộc Trưởng. Mà nhất tộc tộc trưởng, chính là một cái gia tộc cạnh cửa, không phải tộc này người nổi bật không thể đảm nhiệm, tiêu thiên chính năm xưa lúc còn trẻ, đừng nói toàn bộ tiêu tộc. Ngay cả là toàn bộ hoang cổ trên đại lục, có thể cùng với hắn tranh phong uyển Mỹ cũng căn bản không có mấy người. Theo lý mà nói, bây giờ tiêu thiên chính thành thánh, thực lực hẳn là bộc phát khủng bố, thầm bất khả trắc mới đúng, có thể hôm nay điểm này mảy may không có thể hiện ra. Ngược lại thì, ở Lý Tuân trên tay, nhất chiêu đều không chịu đựng được. Kể từ đó, Lý Tuân cái kia một cái bóng mờ, ở vô số người trong lòng, biến đến bộc phát cao lớn đứng lên, khiến người ta nhìn không được liền sinh lòng kính nể, có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đây chính là Lý Tuân sao? Tiêu Trần đứng ở đại địa bên trên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, nếu như nói Tiêu Phạm vừa rồi chỉ là đánh nát hắn tất thắng tính niệm. Mà Lý Tuân, giống như là một tòa ma sơn, đặt ở trong đầu của hắn. Cho hắn một loại không cách nào thở dốc cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, chính mình cái này cả đời, sợ rằng đều không thể siêu việt Lý Tuân, không chỉ có không cách nào siêu việt, nói không chừng nhìn liền đến đối phương bối ảnh đều là một loại hy vọng xa vời nhất chiêu đánh bại thánh nhân lý tuân tiền bối chẳng lẽ đã trở thành thánh vương đi lúc này có người thở dài nói có loại này đoán người không phải số ít dù sao lý tuân triển lộ chiến lực quá mức không thể tưởng tượng nổi nếu như bên ngoài bản tôn ở chỗ này nhất chiêu đánh bại tiêu thiên chính người ở tại tràng chỉ là tháng phục lý tuân chiến lực nghịch thiên mà thôi nhưng một cái bóng mờ ít nhiều có chút không nói được có thể làm được điểm này người e rằng không ít nhưng mỗi một vị thấp nhất cũng phải là nhất tôn thánh vương mà lý tuân hiển nhiên thập phần phụ họa điểm này không ai có thể có thể khẳng định dù sao bọn họ căn bản nhìn không thấu lý tuân sâu cạn khó mà nói lý tuân tiền bối thành thánh thời gian quá mức ngắn ngủi muốn ở trong vòng một hai năm trở thành thánh vương hầu như là chuyện không thể nào trừ phi gặp cái gì nghịch thiên cơ duyên mới có thể ta ngược lại thật ra càng thêm thiên hướng về lý tuân tiền bối tự thân chiến lực cường đại mới đưa đến điểm này rằng hắn hiện tại thực đã đạt tới, dựa vào thánh nhân tu vi, liền có thể đánh bại thánh vương tình trạng. Một vị thánh chủ cấp nhân vật, trầm giọng nói. Thế nhân đều biết, thực lực càng là đến cuối cùng, vượt cấp chuyện khiêu chiến, liền càng khó xuất hiện, còn như thánh nhân đánh bại thánh vương, cái này ở sử thượng căn bản cũng không có mấy lần. Nhưng không có mấy lần, không có nghĩa là không có. Ai có thể cam đoan, đương đại lý tuân, không cách nào ở thánh nhân cảnh giới, đánh bại thánh nhân vương. Ta nhớ ra rồi. Một ông lão trong mắt sáng lên, kích động nói. Lão Phu nếu như không có nhớ lầm, ban đầu ở đại sở hoàn thành ở ngoài, Lý Tuân tiền bối nhưng là lấy lực một người, đánh bại hai vị đại sở thánh nhân, cộng thêm một vị vực ngoại tà ma liên thủ. Cái kia thời gian, Lý Tuân tiền bối thành thánh, bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm mà thôi. Trong khoảng thời gian này đi qua, lấy Lý Tuân tiền bối tư chất, khả năng thực lực lại có tăng trưởng. Nghe xong những lời này, đám người không nói gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Tuân thực lực tốc độ tăng trưởng, đã vượt ra khỏi mọi người dự liệu, bây giờ liền có thể so sánh với thánh vương có nửa mấy năm sợ rằng thánh vương đối lên lý tuân đều không có nắm chắc tất thắng cũng khó trách tiêu tộc lục tổ đối với lý tuân sẽ như vậy kiên kỵ dường như vừa rồi giải thích không thông toàn bộ tất cả đều có thể giải thích rõ lý tuân đạo hữu hiện tại ngươi có thể hết giận tiêu tộc lục tổ vẻ mặt không lành nhìn lấy lý tuân trầm giọng nói tiêu thiên chính bất kể nói thế nào đều là tiêu tộc tộc trưởng hôm nay bị lý tuân một đạo ý chí đánh bại tương đương với ở tiêu tộc trên mặt quạt một cái vang dội lỗ tai. Nếu như lục tổ có thể có sắc mặt tốt, vậy gặp quỷ. Lý mổ chẳng bao giờ sinh khí, tại sao nguôi giận vừa nói. Lý tuân nhếch miệng lên, cảnh sát lục tổ liếc mắt, thông thả ung dung nói. Ta hôm nay tới đây, bất quá là nhìn không được, tiêu tộc lấy người giàu có tiểu yếu. Cầu tiên ta. Lục tổ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra. Thiên đang mới vừa xuất thủ, hoàn toàn chính xác không nên, ta đã đem bên ngoài ngăn cản, mà nay ngươi lại trọng thương cùng hắn theo ta thấy chuyện hôm nay có thể thôi lời nói này nói ra tương đương với lục tổ không tính tiếp tục nữa bọn họ tiêu tộc lựa chọn nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn có thể nhường cho lục tổ không nghĩ tới chính là lý tuân cũng không tính như vậy buông tha bọn họ đạo hữu có lẽ đã quên trận chiến ngày hôm nay chưa phân ra thắng bại bất kể là tiêu phàm vẫn là tiêu trần cũng không từng mở miệng chịu thua làm sao có thể đủ thôi ừm nghe được lý tuân lời nói lục tổ trong lòng cảm giác nặng nề hắn nhìn một chút cách đó không xa tiêu trần tâm tình chìm vào đáy cốc vừa rồi tiêu thiên chính cùng tiêu trần nhưng là đứng chung một chỗ tuy là lý tuân vẹn vẹn nhằm vào chính là tiêu thiên chính có thể tiêu trần cũng nhận được một ít lan đến nửa người đều kém chút bị đánh vỡ lúc này tiêu trần trạng thái có lẽ so với tiêu phàm còn muốn sai lại tăng thêm phía trước tiêu trần vốn là không phải là đối thủ của tiêu phàm tiếp tục để cho hai người giao thủ sợ rằng chỉ là tiêu trần tự rước lấy nhục mà thôi chuyện này lão thân có thể làm chủ Lục tổ nhìn tiêu trần liếc mắt, lại nhìn quanh bốn phía một cái, chậm rãi nói. Trận chiến ngày hôm nay là tiêu trần. Thất bại. Phun ra hai chữ cuối cùng. Cách đó không xa tiêu trần, cả người đều quể oải không ít, hắn biết mình trường sinh thể, cùng vạn đạo tiên đồng hai cái tuyệt đỉnh thiên phú gia thân, cuối cùng còn không bằng một cái cái gì thiên phú đều không tiêu phàm. Đây đối với hắn danh vọng mà nói, là một cái đã kích khổng lồ, phỏng chừng bắt đầu từ hôm nay, cũng sẽ không bao giờ lại có bao nhiêu người đưa hắn để ở trong lòng. Thậm chí, toàn bộ tiêu tộc đều sẽ vì vậy bị tổn thất thật lớn. Nguyên bản hắn còn muốn đục nước béo cò, xem có thể hay không rơi một cái ngang tay cục diện, chờ sau này có lẽ có thể cùng tiêu phạm tái chiến một hồi, có thể bởi vì Lý Tuân mấy câu nói, hắn hết thảy huyễn tưởng, đều bị đánh nát. Thua ở người khác thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác bại bởi tiêu phạm, đối phương xem như một cái tán tu, cái gì trân quý tài nguyên, đều không có được quá, thậm chí còn so với hắn nhỏ mấy điều này làm cho tiêu trần trong lòng dân lên vô tận không cam lòng, cùng với oán giận màu sắc đang nhìn hướng Lý Tuân trong ánh mắt, cũng thêm mấy phần hàng ý, ngày hôm nay đây hết thảy, có thể nói đều là bởi vì Lý Tuân đến tràn, thế cho nên xảy ra kinh thiên cuốn thi. Chương 386 Là hắn Nguồn Mê truyện audio com Người không cam lòng Lý Tuân sừng sững hư không, con ngươi đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào tiêu trần trên người, làm cho hắn nhịp tim tăng lên, cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao, thần hồn đều muốn nổ tung. Vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi, liền thực đã làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng, có thể tưởng tượng, mới vừa phụ thân hắn Tiêu Thiên Chính, lại là đối mặt bực nào nhân vật khủng bố. Không dám. Tiêu Trần lấy lại bình tĩnh, thu liễm sở hữu phẫn nộ màu sắc, cung kính không lưng hành lễ, trong miệng thốt ra hai chữ. Tốt một cái không dám. Lý Câu từ chối cho ý kiến, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một ngón tay dựng thẳng lên, đầu ngón tay nổi lên hủy diệt phong bạo, có vô tận thần quang nở rộ, giống như một thanh thượng cổ thiên kiếm, huy hoàng kéo dài mà ra để cho chu vi hư không vặn vẹo, tất cả mọi người tại chỗ, thấy chỉ biến sắc. Tuy là, Lý Tuân trên người không có tỏa ra sát ý, nhưng mỗi cá nhân đều biết, tiêu trần bất quá là sinh tử cảnh tu vi, coi như Lý Tuân không có lưu lộ sát ý, một chiêu này xuống phía dưới sợ rằng tiêu trần cũng là hữu tử vô sinh. Thật sự là, hai người chênh lệch quá lớn. Lý Tuân nghiền chết tiêu trần, liền cùng nghiền chết một con dung dế giống nhau, không uổng khí lực gì. Đồng thời, tiêu trần cũng là biến sắc, hắn nhìn lấy Lý Tuân cử động, không khỏi đạp đạp rút lui hai bước, trong đầu xông lên một cái đáng sợ ý tưởng. Lý Tuân muốn giết ta. Hắn thực sự dám giết ta. Trước đó, Tiêu Trần là có thêm đầy đủ phấn khích, dù sao có ở đây không xa xa, chính là Thái Âm Tiên Phủ, có thể chuyện cho tới bây giờ, Thái Âm Tiên Phủ một vị cường giả không có phát hiện thân. Mà tiêu tộc nhất phương cường giả, lại không đủ để bảo vệ hắn, làm cho cả người triệt để trận trong mắt. Đến lúc này, Lý Tuân một lòng muốn giết hắn lời nói, hắn thực sự không biết nên như thế nào mới chỉ có có thể sống được. Lý Tuân, ngươi dám? Lý Tuân đạo hữu, dừng tay. Hai âm thanh phân biệt từ hai cái phương hướng truyền tới. Đệ một cái chính là xuất từ Tiêu Thiên Chính, hắn tóc tai bù xù, dáng vẻ chật vật, trên hai cánh tay chiến y hiện đầy vết nứt, thật lâu không cách nào tự lành. Nhưng hắn hiện tại không lo được nhiều lắm, chứng kiến Lý Tuân dự định tiếp tục động thủ trước tiên, ngay lập tức vọt tới, chắn Tiêu Trần trước mặt. Bọn họ Tiêu tộc chỉ có tiêu trần cái này một cái thiên tài tuyệt thế. Nếu như tiêu trần không có, cái kia 10 vạn năm phía sau, toàn bộ tiêu tộc, đều có thể đi lên đường xuống dốc, sở dĩ mặc kệ thế nào, hắn đều muốn bảo trụ tiêu trần. Chớ đừng nói chi là, tiêu trần vẫn là con trai ruột của hắn. Khác một tra tiếng giả, lại là tiêu tộc lục tổ, nàng thân thể tuẩn lũ, nhưng cực kỳ cường đại, bước tiến nhẹ nhàng, liền đứng ở Lý Tuân trước người nàng một đôi mắt, cực kỳ băng lãnh. Cả người giống như là nhất tôn tuổi già nữ đế, lần thứ hai bạo phát ra uy năng kinh thiên động địa, làm cho thiên thượng tinh thần cũng vì đó lóng lánh. Giống như là nhất tôn cường đại thần minh hạ giới, toàn bộ đất trời tự hồ cũng không chứa nổi nàng chân thân, hư không không ngừng vặn vẹo. Lý Tuân Đạo Hữu, ngươi một chiêu này nếu như hạ xuống, tiêu tộc cùng ngươi chính là không chết không ngớt, nhìn ngươi nghĩ lại. Lục tổ tuy là phẫn nộ, nhưng còn giữ vững một ít lý trí. Nàng rõ ràng, vào lúc này, cùng Lý Tuân trở mặt, các nàng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, tối thiểu ở Thái Âm Tiên Phủ một đám cường giả không ra tay dưới tình huống, chỉ dựa vào nàng và tiêu thiên chính hai người, là vô luận như thế nào cũng đỡ không được Lý Tuân. Sở dĩ. Nàng chỉ có thể mang ra toàn bộ tiêu tộc, ước ao có thể làm cho Lý Tuân hơi chút kiên kỵ một ít, dù sao tiêu tộc chính giữa cái kia vị chuẩn đế, cũng không phải là đùa giỡn. Liều mạng cuối cùng nửa sức lực, đem Lý Tuân cùng nhau mang đi, cũng không phải là không thể được. Yên tâm. Lý Tuân chậm rãi mở miệng, nói. Ta sẽ không đã thương tính mạng hắn. Nói. Hắn không để lại dấu vết quét cách đó không xa, Tọa lạc tại Quần Sơn Vạn Khe chính giữa một mảnh cung điện, tại nơi này mây mù lượn quanh, tiên quan bốn phía, thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng có một chút có thể nhận thấy được. Đó chính là, mình muốn động thủ một sát na, có mấy đạo Thánh Vương cảnh giới thần thức cấp tốc lan tràn qua đây, khóa được rồi hắn nâng khẽ đồng. Nếu như Lý Tuân thực sự muốn kích sát tiêu trần, có thể khẳng định, tại hắn động thủ trong nháy mắt, liền sẽ là mấy vị Thánh Vương giữa đại chiến, vẫn là không chết không thôi cái loại này. Từ một điểm này đó có thể thấy được. Thái âm tiên phủ cũng không phải là không coi trọng tiêu trần, chỉ là muốn làm cho hắn ăn một ít khổ sở, làm cho bên ngoài tôi luyện một cái mà thôi. Ngươi đến tộc cùng muốn làm cái gì? Lục tổ con ngươi khai mở, trầm giọng hỏi. Lý Tuân cam đoan, không bị thương tiêu trần tính mệnh, điều này làm cho nàng tùng một khẩu khí, nhưng là vẻn vẹn một ngụm mà thôi, dù sao nàng không có khả năng đem tiêu trần tính mệnh. Ký thác vào Lý Tuân khoan dung độ lượng bên trên. Nếu như Lý Tuân đem tiêu trần phế đi đâu? Tuy là cũng để lại tiêu trần một gã, nhưng tương lai tiêu trần, đối với tiêu tộc mà nói, nhưng liền không có bất kỳ giá trị gì, hơn nữa bọn họ phía trước toàn bộ tâm huyết, cũng toàn bộ đều muốn nước chảy về biển đông. Không làm cái gì, chỉ là lúc đó một ít không phải thứ thuộc về hắn mà thôi. Lý Tuân nhẹ giọng nói rằng, không phải thứ thuộc về hắn. Những lời này làm cho lục tổ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, kinh hải nói. Trường sinh thể. Bọn họ tiêu tộc, trước đây làm nhiều như vậy, không tiếc trọng thương rồi tiêu phạm dòng giỏi kia tộc nhân cuối cùng chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, làm cho cả tiêu tộc trở thành hoang cổ đại lục chê cười. Bởi vì sao? Không phải là trường sinh thể sao, hiện tại Lý Tuân hời hợt một câu nói, liền muốn phế đi tiêu trần trường sinh thể, điều này sao có thể để cho bọn họ tiếp thu? Lý Tuân, ngươi đây là đang khắp cả tiêu tộc là địch. Ở lục tổ chưa phản ứng kịp lúc. Tiêu thiên chính kiên quyết quát lạnh. Có thể lời của hắn, căn bản không làm nên chuyện gì, Lý Tuân không nhìn thẳng hắn, một ngón tay điểm rơi, thần quan chiếu rọi thiên vũ, đánh tan thập phương vân đóa, vô cùng kinh khủng. Cái này vô tận quan huy, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, các thương khung, không thể tưởng tượng, bị kiếm mang bao phủ tiêu trần, cả người đều cứng lại rồi. Hắn nhớ muốn tránh né, có thể chung quanh hư không, giống như vách sắt một dạng, đem cầm cố, đừng nói mau tránh ra, cho dù là nhúc nhích ngón tay đều là hy vọng xa vời. Liền tại bên ngoài mất hết can đảm thời gian. Một đạo khinh thường cười khẽ truyền đến, trên bầu trời một đóa tường vân hội tụ, mặt trên đứng một vị áo xám nam tử, thân hình hắn cũng không cao lớn, thực lực cũng không cường thịnh. Nhưng lại có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hai. Năm, bao quát chúng sinh khí chất ngạo nghễ, Phản phất. Toàn bộ hoang cổ trên đại lục, toàn bộ sinh linh, đều không thể cùng với bình khởi bình tọa một dạng, hắn đối mặt Lý Tuân một kích này, bình tĩnh, ở trong ngực móc ra ba trương vàng ống ánh trang giấy. Mặt trên một đào một viên màu đen nhánh văn tự, lưu chuyển vô số phù hiệu, ngưng tụ ra vô số lôi đình, mênh mông cuồn cuộn mà ra, thoáng cái quán xuyên trời cao, như sơn nhạc sụp đổ, biến lớn ngập trời, thành thế kinh người. Kiếm quan cùng lôi quan đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhất ốc tiếng oanh minh, làm cho chu vi mọi người, đều trong vòng thời gian ngắn, mất đi thị giác, cùng thính giác. Là hắn. Thấy được vị này áo xám nam tử, tiêu trần trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Hắn vốn tưởng rằng người này sẽ không lộ diện, nhưng không nghĩ tới, ở thời khắc tối hậu, như trước đứng dậy, thay hắn chặn kinh khủng này một kích. Chương 387, ngươi không phải thánh nhân." Nguồn. Mê truyện audio.com. Người kia là ai? Chớ không phải là Thái Âm Tiên phủ cường giả. Lý Tuân chính là thánh nhân bên trong người nổi bật, có thể chiến thánh vương, có thể chống đỡ hắn thuận tay một kích nhân vật, cũng không phải bình thường người, nói không chừng thật là Thái Âm Tiên phủ nhân vật xuất thủ. Nói không sai, Tiêu Trần dù sao cũng là Thái Âm Tiên phủ thiên kiêu, mà này Lý Tuân muốn phế bỏ trên người đối phương trường sinh thể, Thái Âm Tiên phủ sao lại ngồi yên không lý đến. Tại mọi người trong tiếng nghị luận áo xám nam tử khóe miệng dụ lấy cười nhạt một bộ khinh thường biểu tình hắn đứng chắp tay tay áo tung bay có một loại bao quát quần hùng khí khái nguyên bản hắn không tính xuất thủ dù sao lý tuân cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn mặc dù hắn sử dụng con bài chưa lật cũng không có lòng tin đánh bại lý tuân chớ đừng nói chi là hôm nay lý tuân trình diện căn bản không phải bản tôn thân chí coi như đánh bại đối phương cũng bất quá là đánh bại một cái bóng mờ mà thôi liền cái này còn phải là hắn thủ đoạn ra hết tình huống tiêu hao vô số thủ đoạn chỉ vì đánh bại một cái bóng mờ. Loại này mua bán lỗ vốn, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không đi làm. Có thể đến cuối cùng. Lý Tuân Mười muốn xóa đi tiêu trần trên người trường sinh thể, cái này liền làm cho hắn có chút ngồi không yên, nói cho cùng hắn chính là mang theo mệnh lệnh tới muốn tìm kiếm lúc đó trường sinh thể chủ nhân. Tại hắn chứng kiến tiêu trần trong nháy mắt, hắn hầu như có thể kết luận, thời đại thượng của cái kia vị đại hiền lời bình luận, hơn phân nửa nếu ứng nghiệm ở tiêu trần trên người không có gì bất ngờ xảy ra tiêu trần tương lai tất nhiên là muốn vượt lên trên chúng sinh nằm ở điểm ấy suy nghĩ hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng làm cho tiêu trần xảy ra chuyện tối thiểu tiêu trần trên người trường sinh thể nhất định phải bảo trụ còn tiêu phàm hắn vẽn vẹn nhìn lướt qua liền không còn quan tâm tuy là tiêu phàm cũng coi như kinh tài tuyệt diễm nhưng hắn đã không có trường sinh thể chính là thiếu sót trí mạng dù cho hắn biểu hiện ra trường sinh thể đang ở khôi phục dấu hiệu nhưng kết quả cuối cùng như thế nào ai cũng không nói chắc được dù sao trường sinh thể không phải ven đường rau cải trắng Nói mọc ra là có thể mọc ra Càng mấu chốt là Tiêu phàm là một tán tu Tại hắn loại này truyền thừa lâu đời đại tộc xem ra Phía sau không có thế lực chỗ dựa Cái kia hầu như 99% biết thiên chiết Trái lại tiêu trần cũng không giống nhau Đầu tiên là có một cái tiêu tộc Phía sau là có một cái thái âm tiên phủ Hiện tại lại có chủ nhân hắn tồn tại Có thể khẳng định tiêu trần tương lai Có lẽ sẽ chịu đau khổ Nhưng tuyệt đối sẽ không vẫn lạc ở tiêu phàm con đường phía trước không biết dưới tình huống, tiêu trần không thể nghi ngờ là hắn nhất nhận định tuyển hạng, đồng thời không có người khác có thể thay thế. Nghĩ tới đây. Hắn hơi chắp tay, cao giọng nói. Bên trên cổ phong tộc, Trần Hành Chi gặp qua đạo hữu. Phong tộc. Nghe được áo xám lời của nam tử. Ở đây không ít người, mặc lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Bọn họ trên dưới quan sát cái này áo xám nam tử liếc mắt, có thể rất rõ ràng nhìn ra, cái tên này vì Trần Hành Chi nam tử, hẳn là chỉ là phong tộc chính giữa một cái cung phụng có lẽ là một người làm, nô bộc các loại tồn tại. Có thể liền như thế một cái người, lại ánh mắt bể nghệ, không đem tất cả mọi người tại chỗ không coi vào đâu, ít nhiều khiến người có điểm không được tự nhiên, tất cạnh tuyệt đại bộ phận người, nhưng là chưa từng nghe qua phong tộc cái danh này. Chớ đừng nói chi là, phong tộc phía trước còn bỏ thêm thượng cổ hai chữ. Chúng ta hoang cổ trên đại lục, có cái thế lực này sao? Có người thấp giọng hỏi. Hoang cổ trên đại lục, nổi danh gia tộc rất nhiều, tỉ như tiêu tộc, tần tộc cũng có uy danh hiển hách duy chỉ có cái này phong tộc bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được chưa từng nghe nghe thấy có lẽ không phải hoang cổ đại lục thế lực đương nhiên cũng có khả năng gia tộc này vẫn lánh đời chưa từng trên thế gian hành tẩu cho nên chúng ta chưa có nghe nói qua một vị lão bối nhân vật mặt mang suy tư trầm giọng mở miệng phong tộc lý tuân trong miệng nhắc tới hai chữ này nét mặt biểu tình ý vị sâu xa hắn quét cách đó không xa trần hành chi liếc mắt nhàn nhạt mở miệng nói thần cung cảnh thần cung cảnh thì như thế nào Trần Hành Chi nhìn lấy Lý Ngâm, tự phụ không gì sánh được, thành âm lan lãnh nói. Tiêu Trần Thực đã bị chủ nhân nhà ta coi trọng, người nếu như phế đi hắn trường sinh thể, chính là đối địch với phong tộc. Mà lên cổ phong tộc, cũng không phải là chính là tiêu tộc có thể uyển Mỹ. Ừm. Bên cạnh, lục tổ cùng tiêu thiên chính hai người, mới vừa rồi còn bởi vì Lý Tuân đột nhiên xuất thủ, bị một vị chưa từng gặp mặt nam tử chặn, mà sinh lòng vui sướng. Thậm chí, đối với cái này Trần Hành Chi, cũng thêm mấy phần hảo cảm nhưng bây giờ lời này vừa nói ra lục tổ cùng tiêu thiên chính sắc mặt lập tức khó coi chúng ta biết các ngươi bên trên cổ phong tộc rất mạnh nhưng cũng không cần cái này dạng đạp một nắm một chứ tiêu tộc nơi đó kém đây cũng chính là xem ở trần hành chi xuất thủ bảo trụ rồi tiêu trần mặt mũi bên trên lục tổ nhẫn nhịn lại trong lòng hỏa khí nếu không đã sớm một cái tác vỗ lên ta không thu thập được lý tuân còn không thu thập được ngươi một cái chính là thần cung cảnh a à, lý tuân cười khẽ nói ngươi một cái da bọc mà thôi, người khác khen tặng vài câu, liền có thể cùng ta ngồi ngang hàng với sao? Đạo hữu hai chữ ngươi còn không kham nổi. Nói rằng cuối cùng, Lý Tuân Thanh âm thực đã lãnh phai nhạc đi. Trong thiên địa, cổ mù miệt sát khí, ở tung hoành sao động, phương viên trăm ngàn dặm cánh đồng bát ngát, đều bị mông thượng một tầng huyết sắc, mọi người cảm giác lưng lạnh cả người cực đoan kinh dị, đây là ngưng tụ thành thực chất sát ý, tại trong hư không diễn biến đi ra, có thể làm đến bước này sinh linh, thực lực thấp nhất cũng phải là thánh nhân ở trên. Hơn nữa, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc có thể làm được lý tuân bước này. Cuối cùng một cái 857 chữ rơi xuống đất. 3. Lý Tuân đơn giản trực tiếp, một tay phất lên, một cái bạt tay mạnh liền quạt tới, bàn tay hư không thành hình, bao trùm nhìn dặm, giống như thượng thương chi thủ. Một tác này, nếu là bị đánh trúng, đừng nói chính là một cái thần cung cảnh, cho dù là một vị thánh nhân, sợ rằng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cung vọng. Trần Hành chi nộ không thể gặp trong tay hắn tờ giấy màu vàng ống, lần thứ hai khôi phục, mặt trên mênh mông cùng cuộn ra vô thượng uy năng, giống như nhất tôn thượng cổ thiên thần phục sinh, hội tụ hàng vạn hàng nghìn tinh quang. Ở giữa một đạo nhân hình hư ảnh, ngưng tụ mà ra, toàn thân bị thần huy bao phủ, thấy không rõ nguyên bản dung mạo, đối phương tại xuất hiện trong nháy mắt, đồng dạng vương một tay, hướng phía Lý Tuân vỗ tới. Hai cái bàn tay ở trên trời chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Vẹn vẹn giữ lẫn nhau thời gian một cái nháy mắt, tờ giấy màu vàng ống ầm ầm nổ tung, ở Trần Hành Chi không thể tin trong ánh mắt, Lý Tuân Trưởng ấn gào thét hướng hắn phách trời xuống. Không có khả năng. Thánh nhân tuyệt đối không cách nào lay động tấm bùa này giấy, trừ phi. Ngươi không phải thánh nhân. Ngươi là thánh. Trần Hành Chi trống to hơn. Hắn lời còn chưa nói hết, bàn tay hạ xuống, vẹn vẹn truyền ra hét thảm một tiếng, mà hậu thân thân thể liền triệt để nổ tung, màu trắng loáng cốt khối, cùng với màu đỏ sẫm tiên huyết, nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời. Chương 388. Các ngươi hẳn còn cảm tạ ta. Nguồn Mê truyện audio.com Thê diễm lóa mắt Ngươi Dừng tay Lục tổ khiếp sợ Nạn thân hình lóe lên, muốn che ở tiêu trần trước mặt, nhưng là đã muộn Lý tuân cái kia một dấu bàn tay, ở tiêu diệt trần hành chi phía sau, tốc độ tìm không thấy, phô thiên cái địa xuống, đem tiêu trần bao phủ trong đó, một trong nháy mắt Tại chỗ có người đều không phục hồi tinh thần lại phía trước Đô Tiêu trần thân thể bị đánh trúng, không có bất kỳ sức phản kháng cả người hắn đều bay ngang dựng lên, tiên huyết văng khắp nơi, cùng một cái vải rách túi giống nhau bị đánh bay ra ngoài, giống như bài sơn hải đảo một dạng chân nguyên xông vào thân thể của hắn, đem trên người của hắn trường sinh thể một tất một tất xóa đi, liền hơi thở của hắn, vào giờ khắc này đều đê mê đến rồi cực hạn. Ngoại trừ tiêu tộc người bên ngoài, những người khác hai cái thở mạnh cũng không dám, lý tuân uy danh quá kinh khủng, ở uy danh sau đó, nương theo chính là hung danh, dù sao hắn bây giờ danh tiếng cũng không phải là nhặt được, mà là thật đánh ra không biết bao nhiêu thế lực cường đại trưởng lão bỏ mạng ở Lý Tuân trên tay, liền đại sở hoàng triều đều bị nhổ tận gốc, chính là một cái sinh tử cảnh tiêu trần. vào giờ khắc này cũng không coi vào đâu. mặc dù hắn tương lai thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ hắn cùng Lý Tuân so sánh với như trước không coi vào đâu, chỉ là một cái tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến hôi mà thôi. Lý Lý Tuân, ngươi dĩ nhiên thực có can đảm phế đi con ta Trường Sinh Thể. Tiêu Thiên chính xác mặt trắng bệch khóe miệng sĩ tố, hắn vương một cái ngón tay, chỉ vào Lý Tuân, muốn nổ xích, nhưng lời đến bên mép, là như vậy tái nhật vô lực. Hắn khóe mắt liếc qua, nhìn về phía cách đó không xa lục tổ, trong mắt mang theo ước ao thần sắc. Đến bước này, chỉ có lục tổ mới có thể vì bọn họ tiêu tộc vãn hồi một tia bộ mặt mặc dù không thể cảm sát Lý Tuân, tối thiểu cũng phải cấp hắn một bài học, nếu không, tiêu trần trường sinh thể, ở chúng một khuê khuê bị người phế đi. Mà bọn họ tiêu tộc, lại thờ ơ, đây nếu là truyền đi, toàn bộ tiêu tộc đều muốn trở thành khác dân cư bên trong trò cười. Có thể nhường cho hắn thất vọng là Lục tổ già nuôi thân thể, cứng ngắc không gì sánh được, từ đầu tới đuôi, tự hồ cũng không cùng Lý Tuân chính diện giao thủ dũng khí, nàng thân thể sợ run, phản phất đối mặt thần minh giống nhau. Ngày thường uy nghiêm, vào giờ khắc này, hầu như toàn bộ tiêu thất. Hắn thật không phải là thánh nhân sao, từ Lý Tuân mới vừa lộ diện thời điểm, lục tổ trong lòng liền đối với Lý Tuân hết sức kiên kỵ, không dám có bất kỳ dị động, lúc đó nàng liền rất kỳ quái Lý Tuân chính là một cái thánh nhân sao cho nàng loại áp lực này. Mà nay, mới vừa chết đi cái kia vị phong tộc người làm lời nói, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng quanh quẩn, mặc dù đối phương lời nói, vẫn chưa nói xong, nhưng nội dung phía sau. Lục tổ đã toàn bộ não bổ. Đó chính là, Lý Tuân thực lực chân chính, cũng không phải thánh nhân, mà là thánh vương. Tuy là rất bất khả tư nghị, nhưng liên tưởng đến Lý Tuân đạo hư ảnh này, sở triển lộ thực lực, có thể cho nàng nhất tôn thánh vương, cảm thấy áp lực, càng có thể nhất chiêu đánh bại tiêu thiên chính mặc kệ từ phương diện đó đến xem, Lý Tuân đều đã triệt để áp đảo thánh nhân bên trên. Làm bao nhiêu chuyện bất khả tư nghị, chân chính xuất hiện ở trước mặt, vậy hắn đều là sự thực, cứ việc Lý Tuân tu luyện thời gian ngắn, nhưng hắn trở thành thánh vương sự tình. Dường như còn kém chủ động bại lộ tu vi cái này một cái phân đoạn. Chỉ tiếc, Lý Tuân hôm nay tới đây, không phải là chân thân, mà là một cái bóng mờ, từ nơi này một cái bóng mờ bên trên, là vô luận như thế nào, cũng nhìn không ra Lý Tuân chân chính cảnh giới. Đối mặt mọi người khiếp sợ, cùng với phẫn nộ lý tuân dù bận vẫn ung dung hắn cảnh sát tiêu tộc người liếc mắt nói ta bất quá là noi theo các ngươi mà thôi các ngươi đã có thể mang một cái không phải thứ thuộc về tiêu trần mạnh mẽ kín đáo đưa cho hắn ta vì cái gì không thể đem bên ngoài phế đi nói cho cùng các ngươi hẳn còn cảm tạ ta ngươi tiêu thiên chính giận không kềm được nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào trường sinh thể hắn chính là mạo hiểm tiêu tộc nội loạn phiêu lưu vì tiêu trần mưu hoa tới hiện tại lý tuân dễ dàng liền phế đi tương đương với phía trước làm toàn bộ, tất cả đều trôi theo nước chảy. Như vậy thì cũng thôi đi. Thèn chốt Lý Tuân còn nói một câu, nhóm người mình còn phải cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn cái gì? Cảm tạ hắn ân không dết. Tiêu phàm. Không để ý đến đám người, Lý Tuân lên tiếng lần nữa. Đại ca. Tiêu phàm thương thế trên người không nhẹ, nhưng tinh thần phấn chấn không gì sánh được. Trong mắt hắn, lúc này Lý Câu, hầu như chính là vô địch tồn tại, lấy mình chi lực, ép tới tiêu tộc hai vị cường giả, không dám lên tiếng. Cái này đặt ở địa phương khác, quả thực liền là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể khẳng định, hôm nay chuyện xảy ra, trong vòng thời gian ngắn, tất nhiên sẽ tịch quyển toàn bộ hoang cổ đại lục, cho dù là ngoại vực đều sẽ chịu đến chấn động, bởi vì một cái mới vừa bước bắt đầu thiên kiêu. Dĩ nhiên gãy ở tại Lý Tuân trên tay. Dĩ nhiên, chỉ là gãy rồi phân nữa, còn để lại phân nữa, mặc dù tiêu trần tương lai như trước kinh diễm, nhưng cùng một bắt đầu mọi người phỏng đoán, bao nhiêu sẽ có chút chênh lệch. Không có trường sinh thể tương trợ, tiêu trần chiến lực tổn hao nhiều, hầu như chuyện ván đã đóng thuyền. Nên rời đi. Lý Tuân khẽ nói một tiếng, hắn không để lại dấu vết quét thái âm tiên phủ phương hướng liếc mắt. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, tay áo bào huy vũ, cùng cùng nổi lên tiêu phàm, hai người hóa thành một vệt thần quang, phóng lên cao, trong một nháy mắt, liền biến mất trước mặt mọi người, đợi Lý Tuân rời đi sau đó. Nơi đây triệt để nổ tung, vô số người nghị luận âm ỉ ở giữa. Tiêu Thiên Chính đỡ lấy Tiêu Trần, đi tới lục tổ trước mặt, hắn mang trên mặt một tia ấm nộ, nhưng không dám phát tác, chỉ có thể kềm chế trong lòng tức giận, trầm giọng nói, lục tổ vừa rồi vì sao không đồng thủ. Trần hành chi thành tựu một ngoại nhân, vẫn là chưa từng gặp mặt nhân, cũng dám ỷ vào thần cung cảnh tu vi, muốn ở Lý Tuân trong tay, bảo trụ tiêu trần trường sinh thể. Có thể lục tổ, thành tựu tiêu tộc lão tổ cấp nhân vật, càng là tu luyện đến thánh vương cảnh giới, nhưng ở đối mặt Lý Tuân thời điểm, từ đầu tới đuôi đều bị áp chế. Điểm này, tiêu thiên chính vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông hắn thấy, nếu như lục tổ dám can đảm cùng Lý Tuân hợp lại một cái lưới rách cá chết nói, cái kia Lý Tuân làm không được nhẹ nhàng như vậy thoải mái, dù sao Lý Tuân chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Mà một cái bóng mờ chiến lực, không nguyên tác thể một phần mười, lục tổ tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức, đem cho triệt để đánh tan, có thể lục tổ lại không có tuyển trạch làm như vậy cùng. Nàng vẫn luôn ở sống chết mặt bay. Cũng đang bởi vì lục tổ thái độ này, mới để cho Lý Tuân bộc phát không có sợ hãi. Thậm chí, Tiêu Thiên Chính trong lòng, liền Thái Âm Tiên Phủ cũng căm ghét lên, Tiêu Trần Thân là Thái Âm Tiên Phủ đệ tử, hơn nữa Thái Âm Tiên Phủ liền tại cách đó không xa bọn họ đồng dạng từ đầu tới đuôi một vị cường giả, cũng chưa từng đứng ra. Lục tổ cùng Thái Âm Tiên Phủ giữa hai người, chỉ cần có một phương đứng ra, liền không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Thiên Đan Lục tổ thần tình cô đơn, mặt mũi già nua, nhìn qua bộc phát già, hắn liếc mắt nhìn chầm chầm Tiêu Trần, lại quay đầu nhìn Lý Tuân rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói. Bây giờ Lý Tuân, đã không phải là các ngươi quen thuộc lý tuân